ta làm giàu nhờ đầu tư thua lỗ. Tập 33. Các cậu về phim ngắn tên là Vạn Vạn Không Ngờ Tới hả? Vạn Vạn Không Ngờ Tới đó là gì? À, không có gì. Vậy các cậu đã nghĩ xong nội dung cụ thể chưa? Có kịch bản chưa? Bùi Tổng, chúng tôi muốn quay anh. Quay túi? Cái này thực ra là cá nhân tôi muốn quảng cáo. Tôi cũng đã nghe anh Hoàng nói anh là một truyền kỳ, nó muốn thử quay những chuyện thú vị trong công việc của anh hàng ngày. Những chuyện thú vị trong công việc hàng ngày của tôi trộm lười, số lượng tới công ty cái là có thể đếm ngược ở trên đầu ngón tay. Nghe là biết tệ nhạt nháo thì không thể hát được rồi, không hốt thì không thể quảng cáo, xác suất lỗ vốn thì rất lớn. Đồng thế, tuần đầu của chúng tôi đã chọn kịch bản, sau đó thì sẽ tìm anh để quay luôn. Đúng vậy, chỉ là chút việc hàng ngày của anh thôi. Từ đó thì chúng tôi sẽ quay theo video cách, video ngắn. Anh chỉ cần làm video kịch bản là được rồi. Khoan, làm theo cách của các cậu có thể tiêu 1 triệu không? Muốn quay công việc hàng ngày của mình thì chắc chắn tất cả đều phải lấy khu vực đang làm việc làm tài liệu. Phí sòng bãi, liền bất đi đạo cụ, trang phục gì đó đều không còn. Yên tâm Bùi Tổng à, tôi với anh Hoàng đã thương lượng rồi. Chúng tôi sẽ trả thù lao cho anh và các nhân viên khác. Tuy tôi biết anh không thiếu tiền này, nhưng mà đây cũng chỉ là một chút tâm ý. Thù lao? Chi phí sân bãi, tiền mua thiết bị, làm hậu kỳ biên tập gì đó đều trả cho anh. Phần tiền còn lại thì chúng tôi đều sẽ đổ vào quảng cáo. Chi phí sân bãi? Chúng tôi định quay 30 tập, mỗi tập một chút. Còn về thù lao thì anh là nhân vật chính, 1.000 tệ một tập, mỗi người khác thì 200 tệ một tập. Còn về chi phí sân bãi thì cho anh 5 vạn, anh thấy có được không? À phải rồi, tôi nhiêu đây thì không nhiều, anh cũng án là cần, nhưng mà chúng tôi cũng không thể để cho mọi người làm không công. Trả thù lao cho mình à? Cảm giác có sai chỗ nào á? Để xem lại nào. Hội nghị thảo luận thuận cấp. Hiếm khi chúng ta lại được lên sóng, nắm chắc cơ hội này, chúng ta phải mở cuộc họp thôi. Mình cho Hoàng Tử Bác 1 triệu, bảo cho hắn đầu tư linh tinh, cuối cùng Hoàng Tử Bác lại cầm 1 triệu. Này tới mời mình làm nhân vật chính ở trong video nhỏ, cũng trả thù lao nữa. Mọi người thấy sao? Tiền đi một vòng rồi, lấy trở về túi mình. Vậy mình dùng tiền thơ mình á? Ôi điên đâu rồi. Không, khoan đã. Đem vốn của hệ thống chuyển hóa thành tài sản cá nhân. À đúng thế, hệ thống tôi có thể nhận thù lao không? Hệ thống chuyển đổi tài phú, cái chủ bán sức lao động để kiếm thù lao là hợp pháp, nhưng không thể ác ý chuyển hóa hệ thống tài chính. Lương bổng chỉ được ở trong phạm vi giá trị trường hợp lý. Hệ thống cho phép rồi. Có thể mỗi tập 1.000 tệ thì 30 tập là 3 vạn tệ rồi. Phí sân bãi thì miễn. Còn về tù lao thì nếu như các cậu đã có lòng, vậy thì tôi liền vui lòng nhận. Ôi cảm ơn Bùi Tổng, vậy thì chúng ta ký hợp đồng nhé. Tuy chỉ là hình thức, nhưng mà anh cứ xem như là điều khoản trước đi hả? Trước mắt thì tạm cộng 3% thù lao cho anh. Đã đi tới nước này rồi thì có gì mà phải xem chưa? Công ty mà Hoàng Tử Bác mở đặt tên là công ty Phi Hoàng ư? Tên này hay đấy, tiền nào mà bay đi quá là hay. Tôi muốn xác nhận lại, cái cậu không đặt tên Vạn Vạn Không Ngờ Tới cái đúng không? Không đặt tên đó. Vậy chúng tôi không quấy rầy Bùi Tổng làm việc nữa, chúng tôi sẽ về viết kịch bản đây. Các loại quay chụp chính thức rồi lại tới sau. À được rồi, vậy thì tôi cũng không tiện. Hệ thống vẫn là rất chăm sóc mình mà. Nhận việc riêng, lập tức có 3 vạn tệ vào túi. Kỳ trước liều sống liều chết dùng tiền, mà cũng mới vẹn chỉ hóa được có 2 vạn thôi. Ôi mấy cái trò lương này, sau này mình phải nghĩ ra nhiều hơn rồi. Bùi Tổng. Bùi Tổng mà, đấy chính là đạo diễn mà tôi mời tới, sinh viên nằm từ khoa đạo diễn chuyên nghiệp của Đại học Hán Đông, có ý tên là Chu Tiểu Sách. Bùi Tổng chờ. Sinh viên năm tư à? Tuyệt vời. Dù là đạo diễn chuyên nghiệp thì vẫn có thể gây nên sóng gió gì chưa? À đi rồi, ngồi xuống đi. Vâng. Các cậu định quay gì? 1 triệu có đủ thật không? Anh cứ yên tâm đi, chúng tôi định quay vì mô nhỏ thôi. À đúng. Chỉ là vài video ngắn, yêu cầu về hậu kỳ và thiết bị rất là thấp, tiêu ít tiền. Video ngắn ư? Đúng, chính là nó. Đó chính là ám thị của Bùi Tổng. Vạn vạn không ngờ tới, chúng ta thiếu nó. Đồng thế, chúng ta muốn quay ngày thường của Bùi Tổng. Thật đơn giản, bình dị. Cứ ghi lại như thế thì căn bản không thể nào phát huy ra ưu thế của video ngắn. Chỉ vốn về một chút mà muốn khiến cho người xem khác sâu ấn tượng thì nhất định phải bất ngờ, nhất định là phải có cú blog thầy. Có hướng rồi. Tiếp theo thì trao chút một chút đột phá hình tượng của Bùi Tổng, đồng thời làm cú bốc mít. Tiện thể thêm vào một chút trào phúng của Đắc Dùi. Ngày 9 tháng 2. Bùi Tổng à, tập này đặc biệt đơn giản, chỉ có mấy cảnh thôi. Thậm chí là anh không còn phải xem kịch bản, cũng không còn phải nói lời kịch, sẽ có hậu kỳ phối âm. Không cần đọc kịch bản sao? Cũng không cần lời đọc thoại gì ư? Là như vậy được à? Anh bận rộn như vậy thì chúng tôi không muốn chiếm nhiều thời gian của anh. Chỉ còn anh nằm trên ghế salon ở phòng tiếp khách giờ tì lịch, liếc mắt nhìn đồng hồ Rolex. Canh hài thì anh cầm tạp chí trò chơi, lật đến cái trà áp phích với thiệt trò chơi, dừng tới chị trọ. Canh tiếp theo thì khóe mỉm mỉm cười, mắt nhìn vườn xa ý tứ sâu xa. Cắt. Đi rồi Bùi Tổng à, quay chụp đã kết thúc rồi, anh làm việc tiếp đi à? À đi rồi, mọi người vất vả rồi. Hả? Xong rồi à? Mà quay cái gì vậy trời? Quay video ngắn thế này thì đến tin tiết cốt truyện cũng không có, lỗ cái chắc rồi. Nhưng mà hơi tiết kiệm đến cái loại đạo cụ mà cũng tặng cho mình luôn. Hả con đã? Rolex, tại sao cảnh một lại muốn mình ngắm Rolex? Lại tại sao lại bảo mình nằm ở trên sofa salon để ngắm nó ta? Hơn nữa, tại sao lại muốn mình cười ý vị thâm trường? Tình hình không ổn rồi, sẽ xảy ra chuyện mất thôi. Đạo viên chủ xin dừng bước. Sao thế Bùi Tổng, con có việc gì sao? Ở cái kia kịch bản của video ngắn có thể cho tôi xem qua không? Đương nhiên. Lên được rồi, của anh đi. Bùi Tổng mà, con nếu không có việc gì thì chúng tôi về biên tập đi. Tôi không tiện nha. Kịch bản tập 1, mùa 1 ngày thường của Bùi Tổng. Tôi ngắm Rolex không phải để xem thời gian, mà là muốn trong lúc lơ đãng để cho bạn biết tôi là người giàu. Tôi tự ý bán một chiếc Rolex tập hợp, bắt đầu nghiên cứu phát minh tài chính 20 dạng. Sau một tiếng thi chiến nhiệm vụ này đến nhìn trám tài nguyên bào giá, tôi thấy được an ủi nhân viên cũng có như là thực thà. Lần này để tôi đã thực tập nghiên cứu phát minh tài chính, còn lại 5 vạn. Thì nghe nói cậu ấy muốn dùng 5 vạn từ để khám phá một trò chơi. Lúc đó vẻ mặt cậu ấy đã biến hóa vô cùng đa dạng, từ mơ màng đến hồi nghi kinh ngạc, cầu xin cuối cùng là chịu đựng. Thật là thú vị. Tôi vui lắm. Xem ra là một người từng quát tháo thương trường như tôi, cuối cùng cũng phải nếm trải thất bại một lần. Vạn vạn không ngờ tới, cuối cùng chúng tôi vẫn làm ra một trò chơi khiến cho người chơi mờ mẫn. Thực tập sinh là một trò lái xe 8 tiếng tây nhạc, thế mà lại được người chơi yêu thích. Chỉ vẹn vẹn có 2 tuần lỡ để tiêu thụ liền lên tới 20 dạng. Nhờ thiết kế chính mình tình lường lại, tôi vừa thấy thỏa mãn vừa thấy vui mừng. Thế lại hoàn thành một mục tiêu nhỏ. Ai là ngày thường thiết kế giản dị tự nhiên mà khô khan như vậy đấy. Thôi toan rồi, mình điên rồi. Đây chẳng phải chính là sự kết hợp của cuộc sống khô khan của chú Nhất Đáng và Vạn Vạn Không ngờ Tới y sâu. Ngày thường của Bùi Tổng, mùa 1, đã bảo là không quay Vạn Vạn Không ngờ Tới rồi mà. Bùi Tổng đã ủng hộ lớn như vậy, tôi cảm thấy việc này nhất định sẽ thành. Có điều chúng ta phải quyết định kịch bản. Nhà của Hoàng Tử Bác. Càng ly. Không được đặc sắc. Cái này cũng không được mời mẹ. Không được, tất cả đều không được. Tất cả đều không ổn rồi. Chẳng có cảm hứng gì. Còn đã, tôi nghĩ ra rồi. Cậu có nhớ là Bùi Tổng cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi không? Cậu mà Bùi Tổng cứ lặp lại á. Tôi muốn xác nhận lại các cậu không đặt tên là Vạn Vạn Không ngờ Tới, cái đúng không? À phải rồi, Bùi Tổng hỏi là tên video có phải tên là Vạn Vạn Không ngờ Tới không? Khoan đã. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng là gấp 3 lần thù lao là 9 vạn tệ. Mình lấy đầu ra 9 vạn tệ để bù phí bồi thường vi phạm hợp đồng đi. Bây giờ Tổng mà phí bồi thường vi phạm hợp đồng có thật lấy vốn hợp đồng hay không? Hợp đồng chuyển đổi tài phú, hợp đồng do cá nhân ký chủ ký kết, tiếng lời hoàn toàn là quý về ký chủ. Vậy nên phí bồi thường vi phạm hợp đồng là do ký chủ tự thanh toán. Không thể ngồi chờ chết được. Mình còn quán nít và game là hai cái hạng mục có thể lỗ. Mình sẽ nói với những người Lữ Minh Luận, bảo cô ta thơm nhiều lời tự thuật hơn. Thơm nhiều câu chứ dỗ người chơi. Ngày hôm sau, nè cậu cảm thấy này cẩn thận một chút. Bùi Tổng mà đây là kịch bản mới. Bùi Tổng mà hôm qua đoạn phim gần như edit xong rồi. Chúng tôi đang chuẩn bị bàn bạc với trang web video, mở rộng tài nguyên đàm phán giá cả. Có điều anh yên tâm đi, tôi có người quen làm ở phiên dự ở thư phỏng. Quả nhiên kịch bản lần trước không phải là ngẫu nhiên. Cái cậu Chu Tiểu Sách này cũng ra gì đi chưa? Bùi Tổng mà tôi thấy sắc mặt của anh không tốt lắm. Là do làm việc vất vả quá sao? Không sao, quay đi. Vấn Bùi Tổng. Vậy được rồi, vậy chúng ta làm cho hiệu suất quay ngay thôi. Còn đã, mình có cách hay, mình phải chây lười cái kiểu mà tiêu cực. Mình phải làm như kết phá danh tiếng của bộ video ngắn này. Các mình tình lâu lượng vĩ đại, phải trợn mắt ghép lệ thôi vào cho tôi. Phải giờ mặt, phải chú muối, phải cư khúc. Còn đã, giờ nhập vào tôi đi. Tôi không cô đơn, tôi không chiến đấu một mình. Bùi Tổng mà chúng ta bắt đầu nhé. Bắt đầu đi. Dù sao thì mình cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Diễn vớ và vớ vẩn thì chứ Tiểu Sách cũng chẳng dám nói gì. Được rồi, Bùi Tổng mà diễn mặt vô cảm nào. Thêm cảnh nữa đi nào. Hơi cười một chút. Không cười, mặt vô tâm. Tuyệt vời. Cái hơi cái kiểu mà nghi quạt, mặt vô cảm đi. Mặt vô cảm vô vài nhân viên. Tuyệt lắm, mặt vô cảm đưa một tấm danh thiếp. Rồi tan làm thôi. Bùi Tổng mà diễn quá đạt rồi. Quả nhiên không hổ danh là ngành diễn chính quy. Anh thế mà lại có thể tỏ ra vô cảm cực kỳ nội tâm, phong phú về mặt biểu hiện tốt như vậy. Thật sự là ngôi dự liệu của tôi. Vậy chúng tôi về trước nhé. Bùi Tổng à, mai chúng ta sẽ quay tập cuối cùng ở trước năm mới. Với kỹ năng diễn xuất của Bùi Tổng thì chắc chắn video sẽ hot. Mình có kỹ năng diễn xuất gì à? Sẽ cảm thấy cái gì đó sai sai. Làm sao đi, phải làm sao đi. Vạn Vạn không ngờ tới cuộc sống khô khan của chủ Nhật Giáng đều bị video ngắn, rất ngắn thành công. Nhưng mà kịch bản này nội dung kết hợp với sự nhất trí của hai người họ e lần sẽ hot mới thôi. Ngày thường của Bùi Tổng phải làm sao đi. Họ Tổng mà tôi muốn rút tiền, tôi không đầu tư 1 triệu đó nữa có được không? Cảnh báo rút tiền là lý do đóng chính đáng, bằng không thì sẽ định tội trái quy tắc. Lý do chính đáng thì không có. Hoàng Tử Bác thì bỏ túi tiền riêng, ngửa mắt chú Tiểu Sách. Chứ cậu ta quá xấu, chỉ đơn thuần là không muốn đầu tư nữa. Ôi đều không tính là lý do chính đáng rồi. Phải bình tĩnh. Tôi rút tiền thì chắc chắn vẫn còn biện pháp khác. Mình không làm diễn viên chính còn quay nữa. Mình sẽ nói là do công việc bận rộn. Ví dụ này, thấy diễn viên chính khéo lại không hốt được đâu nhỉ. Cái đó tôi thấy lời thoại bộc và có hơi chế giễu người chơi quá đà. Thế mới ổn chứ. Không sao, cứ quyết định thì đi. Tiếp theo thì đi tìm bìa mỹ thuật tài nguyên trên trạm tài nguyên. Tìm nhà thiết kế có trang bìa đặc nhất, hiểu chưa? Biết luôn rồi á. Ở tới lúc đó thì người sẽ bị chửi đến nỗi thẹn quá hối giận. Đem chụp vào công ty Đằng Đạt của công ty này thì con sống nổi nữa hay không đi. Tôi hiểu rồi Bùi Tổng à. Đối với mỹ thuật tài nguyên tôi nhất định sẽ như anh Hoàng. Đã tốt thì muốn tốt hơn nữa. Làm tới nơi tới chốn. À, mà vậy sau khi tôi tìm được họa sĩ thì có cần giới thiệu với anh không? Hỏi cờ. Dẫu sao thì tôi cũng chẳng hiểu bà cái thứ đó. Ở Bùi Tổng không chỉ có thẩm mỹ thuật tài nguyên tinh tế, hơn nữa còn tín nhiệm mình như vậy. Mình nhất định phải hoàn thành tốt việc Bùi Tổng vào. Cái này hình như không ổn lắm. Tuy rất đẹp nhưng mà phong cách hơi đơn giản. Cái này thì quả thực là không hợp lắm. Cái này được nè. Đây không phải là họa sĩ của Quỳ Tướng hay sao? Từng hợp tác với Bùi Tổng, am hiểu các loại phong cách. Đây từng là ứng cử viên rất hoàn mỹ. Ngày 12 tháng 2, taxi. Chuyện của công ty sắp sắp xong, sắp bắt đầu 7 kỳ nghỉ. Nhưng mà mình vẫn giấu ba mẹ vụ công ty này. Chứ không thì sẽ phải giải thích sao về việc 5 vạn tờ khởi nghiệp từ đầu đến đây. Và lại ba hơi gàng bướng, hơi có thành kiến đối với trò chơi. Nếu như bà biết mình mở công ty trò chơi thì... Con trai về rồi à? Nó về rồi á. Ba mẹ con về rồi. Tin tức buổi tối đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và lắng nghe. Bà, trong nhà tivi đã thay đổi rồi, nhỏ quá đi. Đổi cái gì mà đổi? Giỏi sử dụng lắm rồi, với lại mỗi khi bà mẹ với con không xem hay không hay xem tivi. Vậy mấy giờ thì sao? Thấy trục đi thôi nhỉ? Trục đặc lắm. Với lại vẫn dùng tốt mà. Nếu như đổi cái mới thì để cái cũ ở đâu? Thì cái cũ bỏ đi. Cũng không cần ba mẹ lò, con mua hết cho. Còn đúng, con đã nhóc con à. Cậu sao tự dưng lại muốn mua sắm, tiền ở đâu ra? À, con trai mới từ bên ngoài về, quần áo thì rồi rửa tay ăn cơm thôi. Tự câu thất bại rồi. Dự án video này căn bản là không cần kỹ năng diễn xuất. Cốt truyện dựa vào lời bộc bạch. Mình là diễn viên chính nhưng thực ra chỉ là công cụ người mà thôi. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào người cho ta game. Và cái tiệm nét trộm lười kia có tới hòa lậu vốn. Phương án bày tiệm nét trộm lười. Anh khi mà phương án cơ bản là đã được làm xong rồi, anh qua xem nhé. Hả? Không hốt là lão má mà. Quả nhiên hoàn toàn làm theo yêu cầu của mình. Không có ăn bớt cái gì. Ba tiền thuê cộng với tiền thuê chấp tổng cộng là 120 vạn. 50 bộ miễn vi tính cao cấp, mỗi bộ 2 vạn 6, cộng lại là 130 vạn. Trang trí thì cũng đến 40-50 vạn. Cộng thêm tiền chi nhận thư khách thì kỳ này phải đổ hơn 3 triệu. Cá càng cao, tí lố càng đậm. Đây là chuyện tốt. Anh khi mà, em nghĩ Tết này em không về nhà nữa đâu. Ở trong này coi vụ vụ thi công, tranh thủ xong sớm sớm mở cửa. À đừng, mày không về thì những công nhân cũng phải về nhà đấy. Ôi vẫn là niềm khiến cho lòng mình vững hẳn. Má giường quá nghiêm túc. Tỷ lệ thất bại thì lại càng lớn. Bùi Tổng, mời vào. Tôi đã xem thiết kế của người cho tác game rồi. Tôi đã thấm vài lời thoại, cậu xem chưa? Tôi cũng xem rồi, cậu thấy thế nào? Chấp hơi lộn xộn, xem kỹ sẽ hiểu. Mẹ giúp con làm cái gì? Sao con biết được đây? Thế con hỏi đạo diễn đi. Vâng vâng. Bùi Tổng mà, hôm qua đã đăng lên và tiên thư vốn là thấy ngày. Ở cấu video vẫn á. Hài á, một nghệ thường của Bùi Tổng. Hiệu suất rất cao. Cái mạng có rồi. Con đi lấy cái máy vi tính. Là cái này. Wow. Chuyện gì thế này? Ngày hôm qua mới đần, mà ngày hôm nay lượt xem đã lên 20 vạn rồi á. Ui, cũng nhanh quá rồi. Ngày thường của Bùi Tổng à. Đây là tên video con đóng vai sếp của một công ty. Wow, non chàng trẻ thế này á. Nó giống sếp của một công ty. Đang phát, tôi ngắm rồi đấy, không phải là để xem thời gian. Ý, hết rồi á. Ngán thế, để con tải lại. Ba mẹ xem rồi đấy, con về phòng trước đi hà. Ông thấy con trai của chúng ta diễn dạy sắp lớn giỏi nhỉ, vô cùng tự nhiên, cứ như là thằng bé từ mới công ty thật. Ở đâu ra, cái mặt cứng đờ đờ thế kìa, bà xem trên thực tế có sống sắp lớn nào như vậy không? Nói cứ như là ông gặp nhiều lắm rồi. Vãi, bình luận có vẻ cái vụ này được mọi người yêu thích. Diễn viên trẻ này đóng tốt rồi hả? Lột tả thành công, mất ngốc nhiều tiền nhà giàu mới nổi. Có tính chất trào phúng của sự hỗn loạn ngành nghề vô cùng gây độc. Bùi Tổng không chỉ là siêu khí chất, mà vẻ mặt lịch cưng vô cùng phù hợp. Cái dáng vẻ nằm lười biếng ở trên salon, giống y như là sắp tổng thật ấy. Đây là anh đế mà, đúng là thành phàn đây nhà. Nhà ở trên à. Cậu được thuê để tăng vụ này hả? Kinh nghiệm quá hả? Cái trò chơi tiêu nằm dạng. Đây là một số trò chơi sẽ số 8 tiếng mà video đề cập tới. Sẽ không phải chính là xa lộ Sa Mạc Cô Độc chưa? Ôi không rõ nữa, chẳng lẽ đã đặt tới một liên quan video này ư? Bình tĩnh, chỉ cần không có quảng cáo thì nhiều lượt xem hơn. Nó cũng vô dụng. Tình hình không ổn rồi. Ba video trên căn bản độ hơn 50 vạn lượt xem rồi. Điều diễn chủ à, video ngắn hốt rồi. Cô mời cơm đi thôi nhỉ? Đạo diễn chủ à, cho tôi một chai có được không? Yên tâm đi, chắc chắn sau này phân đội của mọi người sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng mà mọi người vẫn phải làm việc chính cho tốt. Bằng không thì Bùi Tổng sẽ tính sổ tôi đấy. Chỉ còn không còn quảng cáo thì video hot lên cũng không sao. Tổng, Bùi Tổng tới rồi, Bùi Tổng. Cô tới quay tập 4 hả? Ở vườn, nhưng mà vẫn còn một video liên quan tới chủ đề hợp tác kinh doanh. Anh xem hợp tác kinh doanh. Video hợp tác kinh doanh chẳng lẽ là tới phòng làm việc của tôi rồi bà? Vâng ạ. Bùi Tổng mà hôm qua chúng ta đã nhận được lời mời quảng cáo đầu tiên. Nói cách khác là chúng ta kiếm được tiền rồi. Giời ạ, nhanh quá rồi đi. Mới phát sóng có mấy ngày mà. Bùi Tổng mà quảng cáo cho trang phục của các hành lầy. Họ hy vọng chúng ta có thể thơm thơm một loại xít mới của họ vào video. Rồi sắp sắp với phụ một con đối quảng cáo còn phải mặc quần áo của bọn họ. Giá sao? 5.000 quả thực là không nhiều. Có điều lúc này là bước thứ nhất, anh thấy sao? Nhiều như thế hả? Mình nhớ vụ hồi năm 2011 video ăn tiền đầu tiên của bộ Ngao trưởng tưởng mới tin lỡ là 1.000 thôi mà. So sánh với con số đầu tư thì 5.000 này ít thật. Nhưng mà chú tiểu sách nói cũng sai. Đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Ý kiến của tôi là từ chối. Hả? Một video ngắn từ đầu đến cuối thì với lấy chuyện đảm bảo chất lượng làm điều kiện tiền quyết. Tất cả đều quay chung quanh sản phẩm quảng cáo để triển khai. Như vậy thì một mặt đảm bảo trải nghiệm của khán giả, mặt khác cũng đảm bảo hiệu quả quảng cáo, còn bảo vệ danh tiếng của kênh. Một mặt thì một tên trúng bà đích. Bùi Tổng à, có người đặt quảng cáo đã rất không dễ dàng rồi, còn phải quay chung với sản phẩm hoành đảm bảo chất lượng video chuyên này. Tôi tin tưởng tài hoa của cậu, cậu nhất định phải tin tưởng chính mình. Được, Bùi Tổng, tôi hiểu rồi. Cuối cùng cũng là chuyện được rồi. Như vậy liền cắt đứt 99% khả năng thu hồi vốn của ngày thường của Bùi Tổng rồi. Bùi Tổng, nhanh vào đi. Sao thế? Bùi Tổng là liên quan tới vấn đề phối âm. Phối âm chứ lời bục bạch. Tôi đi tìm thấy vài nổi tiếng ở trong nước và thu lại vài đoạn rồi. Quả thực là tôi có chút không chắc lắm. Hay là anh nghe thử rồi chọn nhé. Để tôi nghe coi. Công nhân phải nghe thử à? Lời bột bạch này có thể khuyên người chơi bỏ game không đây? Cái đám trịch nam kìa mà nghe được cái tiếng mắng chửi của đại tỷ thượng Ngạo Kiều thì sẽ hưởng phấn mất thùy. Cái loại giọng nữ dịu dàng xinh đẹp lại mang theo một chút mị thái này còn tuyệt đối là không được. Bình thường, hơi tầm thường không đặc sắc. Ý, cái này được nè. À, cho cái này đi. Giọng rất là đặc biệt. Giọng này nghe khá ngoài, xuyên thẳng vào trong lòng người là có thể giúp đỡ lúc chị em. Ở cái đó Bùi Tổng à? Ừ, sao cơ? Người này ở giá cao hay là ở kín việc rồi? Ừ, cho thêm tiền. À không phải Bùi Tổng mà, đây là bàn nháp mà chúng ta đưa cho họ phối âm thử. Cái đoạn đó tôi tự thu. Hả? Cậu có thu á? Giọng này hoàn toàn không giống cậu. À đúng tía tôi tống cổ mà thu đó. Ở Bùi Tổng mà hay anh chọn người khác đi. Không, chọn cậu đi. Tôi còn giọng lúc bình thường là cái loại giọng đặc biệt đó của cậu. Trừ cậu ra thì ai cũng không được. Nhưng mà Bùi Tổng à, chúng ta không có mấy ghi âm chuyên dụng. Có thế mà cũng phải tắc mắc. Đi theo vòng thu âm là xong mà. Thưa bác nghị thì đã rồi. Mọi chuyện giờ phối âm tới. Hướng dẫn chuyên nghiệp cho cậu. Bác nghị này không đủ tiền thì thơm. À được Bùi Tổng à, tôi tìm thư ký Tân lại để bàn lại đi. Xong. À, mấy cái cậu này sao ai cũng không khiến mình bất lòng vì ta. Tất cả đều là đá tại đá nghị hả? Lời bầu bạch luôn hướng dẫn người chơi. Trong quá trình chơi thách thì đã đưa ra một vài lựa chọn. Mỗi một lần thì lựa chọn trong đều thì đều là lựa chọn tốt nhất, dễ dàng nhất, dễ thực hiện lợi ích. Nhưng mà kết quả cuối cùng thì sao? Nếu như hoàn toàn dựa vào lời bộc bạch thì danh tiếng sẽ bị đạp đổ, bị người chơi thoái mài. Cuối cùng thì cũng không thu hoạch được cái gì. Mà lời bộc bạch đó cũng có thể trào phúng bạn, thần lòng ông chủ, nhưng bạn lại không có thể quyết đoán. Dễ bị thuyết phục, lời bộc bạch của bạn lại làm cái gì thì bạn làm cái đó. Bạn thất bại không phải là lời bộc bạch mà là lời vì sự bao phải của mình. Tôi hiểu rồi. Cho thêm lời bộc bạch để phóng tỏ ra cảm giác thất bại. Đây chính là một kiểu trào phúng. Chỉ nói rồi. Thế nhưng tại sao phải hoàn toàn không làm theo lời bộc bạch của thất bại? Cái này cũng là một loại trào phúng sao? Với cái nhìn của tôi, đấy mới là điểm tình tệ nhất của trò chơi. Việc một số chuyện là sai, nhưng mà cũng đồng nghĩa với việc bạn có thể thành công. Có một cái cục trong trò chơi là người chết tác làm cố quá cố lương tâm. Cuối cùng thì rất nhiều người chơi chỉ trừ gai không trả tiền. Lượt đánh giá trò chơi lại cũng thấp, nhưng mà hoàn toàn không thu được hồi vốn. Cuối cùng thì phải rời cái ghế này. Điều đó em chỉ, chứ dù bạn có nhiệt tình, có lương tâm, nhưng cũng không nhất định sẽ thành công. Rất tàn khốc thì mới có thể đi, nhưng mới là tình hình thực tế của ngành trò chơi. Được cái danh và lợi không phải là chuyện đơn giản. Mà chúng ta có được thành công ngày hôm nay là vì Bùi Tổng dẫn dắt chúng ta tới mà thôi. Đúng thế, là nghĩ tới trò chơi thì người chế tác game, cái này từ sáng tạo đến tiết cỡ, thậm chí đến lời bộc bạch cụ thể, tất cả đối với Bùi Tổng cẩn thận sửa chữa. Thật ra chúng ta chỉ là phụ trách công việc chút mà thôi. Áp lực thực sự là Bùi Tổng gánh hết. Vì thế Bùi Tổng sắp xếp anh đi phối âm. Nguyên nhân quá rõ ràng. Điều kiện khách quan có thể mời phối âm. Hơn nữa thì ưu thế lớn nhất của chỗ anh hiểu trò chơi. Lời bộc bạch có thể xem là nội tâm, tham niệm hoặc là ham muốn của người chơi, mê hoặc họ đi vào con đường tà đạo. Thế nên anh cần hiểu rõ bảy ý của trò chơi như trong lòng bàn tay. Mà đây là điều mà các diễn viên phối âm vĩnh viễn không làm được. Thảo nào Bùi Tổng tự sửa chữa lời bộc bạch, lấy con báo mình đi phối âm thì rất là thế. Tôi hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Bùi Tổng. Ngày 3 tháng 3. Ý, Bao về rồi à? Khi số cần Bao ở túc hẳn lên nè. Hay gầy đi nhưng mà trông khỏe mạnh hơn nhiều nha. Bao Húc đã trở về sau phụ nghỉ phép 1 tháng có lương kia rồi sao? Tinh thần khí đều ổn, đường mép tóc cũng khôi phục còn ít. Hả anh thế ư? Anh Bao à, tôi đưa hồ sơ thiết kế của trò chơi mới cho anh nhìn nhé, xem có muốn thay đổi gì không. À tôi thôi Bùi Tổng vàng tuế mà. Bùi Tổng, tôi quyết định cả rồi, tôi không xem nữa. Xem cũng chưa chắc đã hiểu như mình đoán. Trời chứ cũng bắt đầu sản xuất rồi, bà Hút sẽ không nhúng tay vào. Như vậy thì sản xuất thành công của trò chơi là nhổ đi một phần. Cớ quật đã thành công. Tới cô hộp của tổ di cớ ngày 24 tháng 2. Ngày hôm nay mở hộp chủ yếu là đâu có hai chuyện. Chuyện tôi nhớ tới tôi sẽ vắng mặt khoảng 2-3 ngày, phối âm cho người chơi tắt game. Cái gì cơ? Trò chơi đang trong quá trình sản xuất. Người trước đi có hoạch lại chạy đi phối âm cho trò chơi. Đừng có hỏi tại sao, tôi cũng không biết. Chuyện thứ hai, tôi mong mọi người hoàn thành công việc được giàu. Nếu như gặp phải vấn đề gì thì bàn bạc với nhau ngay. Sao lòng vẫn là tập trung đọc lời thoại bộc bạch vậy? Người nghiêm túc đọc nó là mình mới đúng chưa? Tôi nghĩ tôi đại khái là người ta hiểu được một chút công dụng của ý của Bùi Tổng. Ý cô là chuyện bảo tôi phối âm á, đúng thế? Không thể còn nói lần này dụng ý của Bùi Tổng thật sự là quá sâu. Nếu như ban đầu chúng ta đều không nhận ra. Tôi nghĩ giống với ngày thường của Bùi Tổng, rồi chứ người chơi tác game cũng mang hơi hướng của giấc Joker lý có hiệu quả trào phúng mạnh. Mọi người nhìn những lời bộc bạch này đi. 3 ngày sau, Quỳ Tướng có định cập nhật bạn mới không vậy? Tôi tốt nghiệp lâu rồi, sắp rút đủ thể hiếm rồi. Ây dồ, hâm mộ chibi Tam Quốc quá, 2 tháng cập nhật một lần. Đúng thế, tôi cũng cắn còn gì nhiều. Không cần là mới cái chơi, chỉ cần ra vở tường mới hoặc là ra gối nạp mới cũng được. Lần đầu thấy công ty phật hệ như vậy, thì như lý thuyết trên bảng xếp hạng thì tớ từ của Quỳ Tướng rất cao. Hắn lại có lời kiếm không ít. Sao lại không cập nhật phiên bản mới vậy? Dốt cuộc là Đằng Đạt nghĩ gì? Sao không mở phó bản mới chưa? Các người ghét kiếm tiền đi như thế sao? Không thể gánh bỏ con bỏ vô chợ như thế chứ? Chị nghe nói chuyện gà mì lỗ quá thì chạy, nhưng mà công ty kiếm nhiều tiền quá thì cũng chạy là sao đây? Có lợi không chứ? Ý cập nhật rồi nè. Ngày hôm nay vô tình phát hiện ra nhân vật Quân Vũ vốn bị điên cuồng lên án. Vấn đề chém liên tục, thường tổn thì thấp, đã được sửa chữa. Hiện tại Quân Vũ chém liên tục được tăng cường một đợt. Trời được rồi, thì con Triệu Vân sắp xếp nhậu sâu, xác suất phát động thì thấp, hình như là được sửa chữa rồi. Vãi thật trời, nhiều bút đã được sửa rồi ư? Công ty khác đều điên cuồng nạp tiền hoạt động vào chi phí hoạt động, sau đó thì mới sửa chữa bút. Thế mà Đằng Đạt lại làm được ngược lại ư? Ám chỉ rằng phiên bản mới có hy vọng sao? Đằng Đạt chưa bỏ Quỳ Tướng à? Còn thì lại có quá thành ý ha, cảm động quá mà. Bài đăng mới. Xin công ty mọi gối nạp mới đi, chúng ta có tiền. Ngày 7 tháng 3. Cái gì? Người chứ Quỳ Tướng khủng bố dịch vụ chăm sóc khách hàng. Trên diễn đàn có yêu cầu mỗi gối nạp mới ư? Ở đúng thế Bùi Tổng à. Bên chăm sóc khách hàng nói là người chơi đàn có gà to lắm. Cô chắc là mình không nhầm đi chưa? Họ yêu cầu chúng ta mở gói nạp tiền mới sau. Ở đồng thế. Hơn nữa thì ngồi cùng bố bên chăm sóc khách hàng ra, thì người chơi cùng bàn luận chuyện ở trên diễn đàn và Antiba nữa. Hả? Cụ thể tình huống như thế nào? Sao cái người là chơi yêu cầu mở nạp gói mới không hợp lý mà? Hình như là người chơi lo lắng Quỳ Tướng thất bại, hy vọng có thể trả tiền ủng hộ một chút. Ây da. Ở Bùi Tổng anh sao thế? Sắc mặt anh không tốt lắm nhỉ? Tôi không sao. Nói với dịch vụ chăm sóc khách hàng, trực tiếp khôi phục lại bản cập nhật đang nằm ở trong kế hoạch. Đại khái là tháng 5-6 là có thể ra mắt. Hả? Anh làm rồi á? Sao tôi không biết? Xin đừng nên xuyên tạc ý của tôi. Tôi nói là trong kế hoạch. À vâng thưa Bùi Tổng. Ôi thật là không hợp với lẽ thường mà. Từ Sa Lụa Cô Độc đến Quỳ Tướng rồi là Pháo Đài Trên Biển, tất cả đều rất khác thường. Chỗ chết mà. Sao từ khi mình làm cái trò chơi tới này thì lúc nào cũng quái quái lạ nhờ. Vì hơn nữa hệ thống quy định người chơi không thể hoài nghi hay là có ý nghĩ khiêu chiến hệ thống. Nơi những vị tướng lại làm to lên thì chắc chắn khi gây nơi cái ngành ngừa ở trong ngoài đồng đảo hoàn tâm cũng hoài nghi có cơ hội làm trái với quy tắc rồi. Đời trò chơi người chơi tác game xong rồi là có thể con nhất làm bản cập nhật mới cho Quỳ Tướng. Chọn một cái giá rẻ cho qua vụ này. Mình phải đi quan nét trốn lười xem sao. Bên đó không thể là dấu quá được. Một tháng còn chơi được game, công ty mới chính là thiên đường. Đây mới chính là hạnh phúc chứ. Ý, một tháng gồm giờ hình như cảm giác tì của trò chơi có chút vấn đề à? Giờ dặn không có chuyện gì làm, cai tiếng và tối ồ pháo đài trên biển thôi. Tối ồ cả Quỳ Tướng rồi chưa? Mà phát hiện ra mấy cái loại nhỏ đó đúng lộ thiên tài. Chắc là tầm 3 ngày là sẽ sửa xong. Tiền tay thôi. Manga tiểu thuyết tốt lắm. Để sách sang trồng lên. Phố đây giá sách cho tao. Ai cái đó anh kia mà. Hay là anh nói mấy cái tên sách để cho em chọn mua luôn nha. Được, nghe hay đấy. Orina mấy kéo dạng sử. Sách dành cho người điều khiển máy kèo nhỏ. Tôi sáng tạo ra mấy cây vì tổ quốc. Chuyện về mấy cái kéo trạm trưởng cũng tổng nông ngợ. Cách sử dụng sửa chữa máy kéo tì. Anh nghĩ mà chuyện này anh lấy sách lắm mấy kéo làm cái gì. Quá tôi cũng lên thành phố nhà đó hiểu không. Thôi mày lên mạng đi. Tìm sách sang trọng dành cho văn ngựa thanh niên. Rồi chọn lấy mấy cái cuốn mà có tiêu đề khó hiểu ra sức mua là được rồi. Không thành vấn đề. Anh kia mà. Vậy chúng ta xem phòng bếp nhé. Vẫn chưa chọn bếp trưởng. Nhưng mà nhìn tầm đi đã có mấy đầu bếp lớn ứng tuyển rồi. Bếp trưởng thì nhất định phải giống như tao đã nói á. Chọn bếp trưởng thì mấy cái món ngày ngon thường ngày có nghe không. Em làm việc mà anh cứ yên tâm đi. Con nhận. Lò mà. Nếu như không có mày thì ta không biết nên làm cái gì nữa. Anh Kim kèm như vậy thì em sẽ kiêu ngạo đi. Không sao đâu, mày cứ kiêu ngạo đi. Biết điều không phải là cá tính của mày. Nè anh Nghiêm mà. Mở máy thử nghiệm đi. Ngồi thoải mái ghê đi chứ. Quả nhiên là tốn nhiều tiền của khác. Lúc có người dùng máy thì báo vụ để cho một chiếc khăn sạch ở đây. Giống với kiểu mà khăn của nhà hàng cao cấp á. Cái đó có hơi sang chỉnh quá cùng. Mày nghĩ đây là đâu? Đây là trung tâm giải trí tổng hợp sao hòa đấy. Chúng ta hướng đến những người cao cấp nhất định thì phải cung cấp phục vụ cao cấp hiểu không? Với lại các phòng cảm hút thuốc môi trường tuyệt vời như vậy không thể ấm mùi của thuốc được. Làm thêm cái hệ thống thông khí mới chất lượng lên không khí thì là tốt lên. Dần dần anh Kim. Bùi Tổng anh nếm thử đi. Rượu này tên là gì? Bao nhiêu tiền một ly? Bùi Tổng à, rượu này tên là Alfora Unijusie 50 tệ một ly. Nơi này là một bên có rượu. Một bình 700ml là 400 tệ. Một ly tầm 30ml. Cái kia trên menu có tài rẻ nhất là bao nhiêu tiền? 25 tệ. Quán bà cơ bản đều là cái giá này. Tuy nhiên chúng ta có thể giảm một chút. Mỗi ly tăng thêm 10 tệ. Khách hàng của chúng ta đều là khách hàng chất lượng tốt. Đợi giá thấp quá là đang khinh thường khách hàng. Vẫn vẽ lên lẹo. Đợi giá thấp. Lỡ như mọi người uống nhiều thành ít lái mà tiêu thụ mạnh thì làm sao đây? Bây giờ cho 2 giờ uống một ly cốc tài tổng cộng tiêu hết 80 tệ số tiền kia. Đủ trời cái dịch vụ internet phổ thông cả đêm suốt một tuần. Nón giá như vậy chắc chắn sẽ lũ chết. Rồi tôi thấy cũng ổn đấy. Nào tôi cũng có việc đi trước đây. Anh Kim mà, chúng ta dự định ngày kia khai trương. Anh xem nên tổ chức loại hoạt động khai trương thế nào. Em nghĩ là giảm nửa giá tiền mấy. Rồi nửa giá trong 3 ngày. Khôn, thất tâm thường. Khôn, thất tâm thường, chúng tôi là tiệm nét cao cấp. Khai trường bình thường, không làm mấy cái hoạt động vô vẩn kia, cái hiếu chùa. Vâng, anh Kim, vậy thì không làm nữa. Chứ đến ngày khai trường, mà xích đích thần tới nhìn cái cảnh hoang vắng của tiệm nét. Từ lúc đó thì mới có thể hoàn toàn yên tâm. Có mặt tiền thì cũng chỉ có logo bự. Tiếng Trung thì không ra tiếng Trung, mà tiếng Anh thì cũng không ra tiếng Anh. Chắc chắn là bút tích của Mã Dường. Tuyệt vời, khiến cho người ta không hiểu gì hết, thì không biết lấy đây là cái nơi gì nữa. Làm tục lắm. Wow, làm khá lắm. Thế nào anh Kim, anh có hài lòng không? Anh yêu cầu gì không? Anh xem cái vị trí đài này có hợp lý gì không? Bố cục bàn ghế thế nào? Phải rồi anh Kim à, anh xem giá sách này đó là nên để giá sách gì? Em nghĩ nên để ngoài viên tiểu thuyết mạng và khách sách thực, truyền trình, sách hướng dẫn, gà kích gì đó. Anh Kim à, anh nói cô ý, có thể đặt mấy cái cuốn mà tứ đại danh tác vào đây không? Là mà mày phải nhớ kỹ, chúng ta không đọc sách mà là cô đứng. Ông chùa ở đây lên mạng bao nhiêu tiền một tiếng vậy? 10 đồng một tiếng. Quả sụp, quả nấy có mấy người làm bằng vàng hả? Hay là máy tính ở đây làm bằng vàng vậy? Cậu xem đi cho chúng tôi, đó phải là quán tầm thường. Máy tính đâu là lời tục nhất, cậu trời đất còn chưa... Tôi còn chưa đất đi này. Vậy có thể ưu đãi gì không? Có chứ, sau khi làm thẻ thì sẽ giảm 10% tiền nước uống. Xin lỗi, nhà tôi nghèo, cáo từ. Làm tốt lắm Mã Dường, mày đúng là cung mở nó thiên tài. Anh khi mà cứ như vậy thì không ổn đâu. Sáng nay chỉ có mấy người vào hội giá thôi, nhưng mà hỏi xong thì đều chạy mất dép rồi. Cứ như vậy thì quả thật là không ổn. Cô cùng anh Kim cũng nghĩ thông rồi, vẫn nên tổ chức một chút hoạt động để quảng cáo chứ. Đi làm một tấm bảng rồi ghi giá tiền và dán lên trên cửa, đánh để cho môn hồ và hội giá, lãng phí tình cảm. Hả? Trên đất thì dứt khoát nâng ra vào, đối bên đều đã tốn công, tổ biết là bao nhiêu. Thì ra anh Kim nói lâu quá thật không ổn là ý này sao? Không sao đâu, mới nghi đâu thôi mà. Lò mọ mày phải nhớ kỹ, đây là đường lối lâu dài của tập đoàn Đằng Đạt. Đừng nói là một ngày, cho dù là 3 tháng hay nhiều năm tiếp theo đây, đó sẽ bị lộ vốn cũng chẳng sao cả. Cứ từ từ thôi là sẽ ổn thôi, cái hiểu chưa? Tao còn có việc đi trước đây. Chà, cà phê này thơm thật đấy. Chủ nhật ngày 14 tháng 5. Ngày 9 tháng 3, Quan Nếp Trồng Lười chính thức thành lập. Thuê nhà 1 tháng 31,5 vàng. Tiền thuê các loại vật liệu hao hụt, tiền lương thì cộng lại 1 tháng cũng hơn 7 vàng. Có nghĩa là 1 tháng chúng ta không làm được cái gì, cũng phải chi tới tận 40 vàng. Với lại ban đầu khi Quan Nếp thành lập đã đầu tư khoảng 200 vàng rồi. Dựa vào khoản thu 3.000 này của chúng ta, thậm chí còn không số được vào một quán cà phê nhỏ tầm 10 mấy mét vuông nữa. Nhìn từ từ tình hình hiện tại thì đừng nói là lấy lại vốn, 1 tháng chắc chắn phải hụt mất 30 vạn đi. Một bầu không khí u ám. Anh Mã à, quan hệ giữa anh và Bùi Tổng đã tốt. Anh có thể nói với anh ấy rằng chúng ta không thể tiếp tục như vậy, phải nghĩ cách thôi. Anh Kim bảo chúng ta phải kiên trì, bất luận thế nào cũng phải đợi quá 1 tuần sau xem sao. Vào 1 tuần, vậy thì ngày 21 á, nếu như Bùi Tổng đã nói thế nào rồi thì chờ xem sao thôi. Chúng ta vẫn phải nghe theo anh Kim, chờ 1 tuần nữa rồi mới tính tí. Đi rồi. Cô không biết là tiền lương 1 vạn của mình có nhận được vào được mấy tháng đi. ngon lắm. Anh khi mà tốt xấu gì cũng đỡ bọn em đi phát tờ rơi chưa? Phát tờ rơi làm cái gì? Đang cấp ở đâu? Phải để cho khách vô ý phát hiện ra thì như vậy mới bất ngờ chứ. À, đợi khách vô ý phát hiện ư? Thời gian trước thì lão lù không biết đã nổi điên vì cái gì mà một mực đòi chặt giá kỳ đào tích tận 888 tệ. Đây là bản giới hạn của cá sĩ vợ. Bạn bây giờ 88 tệ thì không được đi. Đằng này cái cá sĩ vợ bán tận 100 cây, còn ra giá 888 tệ. Đây không phải là điên thì là gì? Sau này mới biết thì ra nấy ganh tị với pháo đài trên biển. Cảm thấy hỏa kỳ lòn của pháo đài trên biển bán với giá 888 tệ thì đảo của bọn em cũng bán được. Hậu quả không ngồi dự đoán. Vừa bán được thì mấy người trời ở chửi như chó luôn. Ông chủ thì nói trận lúc định chửi lâu lù tả tươi. Bọn em thì ngồi chỗ làm việc mà nghe thấy tiếng ở trong phòng hộp. Họ kỳ lợn của pháo đài trên biển lại có thể bán với giá 88 tệ, bởi vì đó là mức phí duy nhất ở trong game mà. Chất lượng bên trên thì pháo đài trên biển rất tốt. Tôi dựa vào giá mùa lại thông thường trong game ít nhất cũng phải đạt tới 50 tệ nhỉ. Nhưng mà pháo đài trên biển lại hoàn toàn miễn phí. Trong game chỉ bán duy nhất một cây hóa kỳ lợn 88 tệ thôi. Đó chính là một cách nhân lợi. Nhưng mà thuộc tính của họ kỳ lợn không quá cao so với các loại súng khác, mà nó còn mang lại phần thưởng kinh nghiệm cho những người chơi khác ở trong cùng phòng chơi. Cơm thơm vé ngồi hấp dẫn, còn là cái lộ vũ khí vĩnh viễn, đi đến đầu thì cũng được mọi người săn đón. Đương nhiên là bán chạy rồi. À, hiểu rồi. Anh Hoàng à, anh không còn là bên ngành game nữa mà vẫn biết được nhiều thứ về game như vậy sao? Thực ra thì pháo đài trên biển là do anh làm ra, và anh chính là giám đốc điều hành. Hả? À, anh mà chưa nói với em biết hả? Là do mấy tháng này anh cũng mờ màng không biết là nên nói từ đâu. Thực ra là như vậy. Anh biết là khi em nghe xong thì những chuyện này thì có thể thấy hết sức chấn động, nhưng đây đều là sự thật. Anh à, anh có thể cử giúp em vào làm không? Ngày mai em và lão lụ sẽ làm đơn từ chức ngày sáng ngày 16 tháng 3. Mà đâu bị dạo. À vâng, thưa Bùi Tổng, anh cũng có thể gọi tôi là Mã Nhất Quần. Bọn họ đều gọi tôi như vậy. Nhìn tờ sơ yếu lý lịch này của cậu ta cũng chẳng cái gì nổi trội. Là một cặp bài trùng với Hoàng Tử Bác. Dù sao thì đơn vị làm việc bên Hoàng Tử Bác của một trống. Người mới như thế này thì cho vào công ty làm việc lắc quắc cũng được. Ở Bùi Tổng à, đây là một số bài tản vàng truyền ngắn tiểu thuyết mà tôi từng viết, anh có thể xem thử. Ui, nguy hiểm rồi. Viết văn này không tệ. Hành văn thì liều loát, lời văn thì sâu sắc. Và này hình như cũng rất hiểu biết về cổ văn đó chứ. Không được, người này không thể nhận. Tháng 10 cậu vào rồng ngành game Thương Dương. Vậy thì trước đó cậu làm gì? Tìm đã cho lý do từ chối khéo cậu ta là được rồi. Sau khi tốt nghiệp đại học thì tôi vẫn luôn lên mạng viết tiểu thuyết. Tuy không được săn đón lắm, nhưng mà nhờ các người chơi giúp truyền miệng nhau nên dần dần cũng có được một số độc giả. Nhìn tới số liệu thì cũng không có như là hàng tô trên cờ. Kết quả khi bán thì chỉ được 30 đơn hàng. Chắc là nội dung đang bán chưa ổn hả? Có thể mở thử bán thêm một cuốn không? Tôi đâu chỉ mở bán một cuốn, mà tổng cộng từng 3 cuốn. Trước khi đăng bán thì đều có số liệu rất ổn, nhưng sau khi đăng bán rồi thì số người đặt mua còn không quá 3 người. Cộng thêm hết tôi, cộng lại hết thì tôi đã viết hơn 1.000 chữ, toàn bộ đâu là tốn công vô ích. Em là độc sắc hả? Vì cái thứ độc địa gì mà lại ghét bỏ như vậy? À, cái này thì em không rõ, em cũng rất muốn biết đi. À, được, tôi tiến dũng cậu. Không ngờ mình lại quay về nơi này rồi. Anh đến rồi nè, em ở đâu? À, được rồi, anh ở chỗ cũ đợi em. Anh Nhất Quần bên này. Tư Bác à, hình như anh lại đèn hơn rồi đấy. Vậy hả? Chắc là gần đây thường phải quay ngoại cảnh. Phơi nắng hay nhiều đâu mà. Quay ngoại cảnh à? Quên nói em biết, bây giờ anh không còn làm ở trong ngành game nữa rồi, mà chuyển sang quay video clip. Em có xem video cuộc sống thường ngày của Bùi Tổng? À chưa, là bên bộ anh quay đấy. Video gần đây đang rất hốt luôn đó. Anh giữ cái chức vụ gì ở trong đấy thơ? Là biên kịch hay là trợ lý sản xuất? À cô Thết làm gì thì anh không nói được. Nói chung là chạy trước gì sau, coi như là một trong những người hùng vốn đi. Ôi tốt thật đấy, cảm thấy như là Tư Bác anh đã tìm được một ngành nghề phù hợp với bản thân rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Em thì sao, công ty thế nào rồi? À đừng nhắc tới nữa. Có thế nào nữa chưa? Vẫn là bầu không khí trầm lặng u áp như trước đây thôi. À ý của tôi nói là cô ta là người mới, chưa hiểu gì về game, nên tháng này tuyệt đối đừng sắp xếp cô ta bất cứ một việc gì, để cho cô ta tự do học tập là được, hiểu chưa? Để cô ta quan sát trước, không cần làm gì hết sao? Đúng vậy, nhất định là không được để cho cô ta chỉnh sửa bất kỳ một nội dung cốt truyện nào của người chế tác game. Như vậy mới là tốt nhất. Dân phòng và Mã Nhất Quần tốt như vậy, lỡ như sửa chữa xong khiến game được sẵn đó thì phải làm sao? À, tôi hiểu rồi thưa Bùi Tổng, tôi sẽ sắp xếp tốt nhiệm vụ học tập cho cậu ta. À đúng rồi, kịch bản và lời bộc bạch ở trong người chế tác game đều là do Bùi Tổng viết cả mà. Tới người mới này dù có tài giỏi thì cũng đâu có thể so được với cái trình độ của Bùi Tổng chưa. Bùi Tổng cho cậu ta học tập một tháng là hợp tình hợp lý rồi. Nguyên họa này kỳ lạ, sao mình cái cảm giác đã từng thấy ở đó ở đâu rồi? À Bùi Tổng à, anh nhìn ra rồi sao? Không sai, đây chính là tác phẩm của Nguyễn Lão Đại, Nguyễn Hoàng Kiến. Quạch, Bùi Tổng và Nguyễn Lão Đại coi như là tâm linh tương thông, vừa nhìn một cái đã nhận ra rồi. Hả? Tôi chẳng phải là báo cậu ta tìm một nhà nguyên họ giá cao rồi hay sao? À đúng vậy, Nguyễn Lão Đại hiện là nhà khoa học, ở nhà nghiên cứu hòa giá cao nhất rồi. Ôi kỳ địch, chờ được mấy tháng mà sao Nguyễn Hoàng Kiến lại tìm ra một tên không có địa vị biến thành nhà nguyên họ cao giá rồi. Giá nhà còn không chạy nhanh bằng cậu ta nữa chứ. Và lại Nguyễn Lão Đại đã nghe nói đây là dự án của Bùi Tổng, cho nên chỉ lấy chút tiền công thôi. À rất là đồng rãi luôn. Hợp đồng có sửa được không? À ý của Bùi Tổng là anh bù tiền trả anh ấy hả? Cái này em không được sửa lại được đâu. Hơn nữa thì Nguyễn Lão Đại chưa chắc đã chịu nhận tiền. Vậy cô làm việc tiếp đi. Ôi sao lại như thế chứ? Chẳng những ít tốn kém mà lại còn bị cái tên Lão Đại giả là người mới Nguyễn Hoàng Kiến kìa kiếm đến ý tưởng thiết kế game nữa chứ. Bà đi, bà đi. Hãy bỏ hợp đồng là chuyện không thể nào, chỉ nên chờ làm xong rồi mới tính tiếp vậy. May mà người cho tách game không phải là game thắng nhờ hình tượng. Anh Kim, anh có trong đó không? Hả? Sao Mơ Dương lại đến đây rồi? Chắc không phải trong quán nếp có xảy ra chuyện gì rồi đã chưa? Đừng có vô đơn chí đi mà. Anh Kim à, em cảm thấy mình nên báo cáo tình hình của quán nếp cho anh biết. À và rồi nói. Anh Kim, Sương Nghiên đã tính qua rồi, theo như doanh thu gần đây mà dự đoán thì cơ bản tháng này Warnet phải lỗ mất 30 vạn. Cũng có nghĩa là thu nhập của Warnet chỉ có thể miễn cưỡng chi trả tiền điện nước và phát lương cho nhân viên thôi. Wow, đúng là tin tốt đó nha. Mà chi tiêu lớn nhất là tiền thuê nhà. Trên cơ bản thì chẳng lấy lại được đồng nào cả, cũng đừng nói là tiền vốn ban đầu. Thường Nguyện có đưa ra một vài kiến nghị em thấy có thể cân nhắc. Anh Kim, hay là anh xem thử. Ta đã nói với mày rồi là đừng để ý mấy cái thứ này. Đây là chứng tỏ là quán này của chúng ta đang đi đúng hướng rồi. Một tháng mà lỗ 30 mấy vạn, tốt quá rồi đi. Quả nhiên chỉ có anh em mới là đáng tin cậy. Hả, anh lỗ 30 mấy vạn đó đi là đang đi đúng hướng sao? Đường vậy quả nét tồn tại vốn đã là một cách tuyên truyền lớn mạnh rồi. Tạm thời thua lỗ sẽ không sợ đâu, chúng ta đang dùng tiền nó mua lời tuyên truyền mà. Đợi khi tuyên truyền rộng rãi rồi thì con sợ không có cách gì sao, cho nên bây giờ như vậy là tốt rồi. Nhất định phải kiên trì nha. Cứ tin tưởng ta đi. Phía người cho tắt ghèm và cuộc sống thường ngày của Bùi Tổng đã xuất hiện dấu hiệu quay xe rồi. Nếu như mà quan nét cô xảy ra chuyện như vậy thì trái tim nhỏ bé này sẽ chống chọi không nổi mất thùi. Mới đi đã hoàn thành rồi sao? Cũng nhân thật đấy. Lữ Minh Luận: Bùi Tổng, anh có chuyện còn tôi làm sao? Không có gì, chỉ muốn hỏi cậu một tiếng là công ty vừa tuyển người lập kế hoạch cho cốt truyện game. Tôi hiểu rồi Bùi Tổng à, tôi sẽ sắp xếp cho cậu ta chỉnh sửa lại toàn bộ nội dung quảng cáo của 3 mẫu game kia ngay. Ý tôi không phải là vậy. Ngày 25 tháng 3 thì game Modus hoàn thành việc mở rộng và bước vào giai đoạn tối ưu hóa. Không ngờ Lữ Minh Luận lại lồng tiếng của khá tốt đây chưa. Nhưng mà sao lồng tiếng được cái giọng vừa đớt tiền vừa ngứa đầu như vậy chưa? Không chỉ game trong nhạt nhẽo mà quan trọng là mấy cái lời bột bạch gì còn đang mỉa mai mình. Bây giờ mình lôi tiếng Lữ Minh Luận đã ra đánh để trút giận cái được không ta? Ngồi vì chạy bộ đẩy cửa bước vào phòng ra thì chẳng có việc gì cả. Wow, biết mà, tôi sẽ chọn cái này mà. Với tiền với ước mơ thì cậu sẽ chọn tiền đúng chưa? Không hối danh là mình mà. Game lần này được hoàn thành rất tốt. Xem ra cái game này không còn chỉnh sửa gì nữa rồi. Phát hành xong nó sẽ ớt ấm thùi, ngồi chờ lố tiền là được rồi. Sao rồi anh Bảo? Anh cảm thấy game này thế nào? Có còn chỉnh sửa gì không? Cậu thấy sao? Rất nhiều người cho rằng game này có hơi khô khan. Tuy nói game này là do Bùi Tổng tự mình thiết kế, nhưng mà cứ cảm giác nó vẫn chưa được thu hút cho lắm. Ngoài làm vạn ra thì những người khác không có lòng tin với game này. Vậy sao em thấy game này cũng đặc biệt mà. Tôi cảm thấy các cậu là người ở trong cuộc cho nên nhìn rõ vấn đề. Chưa nhìn rõ vấn đề á? Các cậu sớm đã biết được cốt truyện ở trong game, cũng đã đưa ra lựa chọn rõ ràng. Này giống như là việc biết trước được kịch bản vậy. Cảm nhận đương nhiên sẽ không nhạy bén bằng người khác. Với vai trò là một người ngoài cuộc, tôi cảm thấy game này rất thú vị, rất đặc biệt. Cậu là người mới thì nên cũng có suy nghĩ giống như tôi đúng chưa? Đúng vậy, tôi cũng có suy nghĩ đó. Trước này tôi chưa từng thấy qua cái game này bao giờ. Mà ở bên thị trường thì nó như bên game Thương Dương là nhất. Thật sao? Không có tiền lệ, lại rủi ro cao lớn quá. Họ tuyệt đối sẽ không đầu tư tiền vào đâu. Nhưng mà hình như ở bên Đằng Đạt đây là chuyện này là lại rất bình thường. Đây chính là một lê lối khác nhau. Ông chủ dẫn đầu sáng tạo nhân viên thì phối hợp chặt chẽ với nhau. Nhưng mà đây có nghĩa là game này không thể kiếm được tiền. Hả? Tôi đã nghĩ đây là một sáng tạo cao siêu của Bùi Tổng. Nó có thể trở thành một siêu phẩm đáng kinh ngạc, nhưng mà cũng có thể có một kết cục thảm hại. Tất cả đều vô tư và sự phản hồi của thị trường. Tôi cảm thấy Bùi Tổng vẫn luôn là một người rất cô độc. Bùi Tổng là một người rất cô độc sao? Sao anh lại nghĩ như vậy? Tôi cảm thấy Bùi Tổng vẫn luôn là người rất vui vẻ và lạc quan mà. Cậu có nhớ lần trước công ty mở tiệc liên hoàn trạng thái của Bùi Tổng thế nào không? Lần trước hình như là ăn mừng tiệc nghiên cứu và phát triển thành công Pháo Đài Trên Biển thì phải. Hình như Bùi Tổng cứ ngồi im lặng, không có ăn uống hàng say, mà tâm trạng lại rất nặng nề, giống như đang có suy nghĩ gì đó. Khi đó chúng ta vừa hoàn thành việc nghiên cứu và phát triển Pháo Đài Trên Biển. Vào lúc sắp thành công rực rỡ thì mọi người đều vui vẻ thưởng thức cao lương mỹ vị. Xét vào mọi mặt thì đâu có lý do gì phải lo lắng nhỉ? Là điều gì đã khiến cho Bùi Tổng suy sụp lại như vậy? Chỉ có thể là cảm giác cô đơn trong nội tâm cậu ấy thôi. Ví dụ như Quỳ Tướng, tại sao phá định giá bán là 10 tệ mà thấy vĩnh viễn là 30 tệ? Tôi cho rằng đây là sự chầm biếm đối với ngành game. Mà tới mạng mệnh thì 888 tệ. Trong tầm tầm Bùi Tổng cho rằng game này căn bản nó không phải đại giá như vậy, mà một tấm thẻ phải tiêu gần 1000 tệ. Từ xa lụ Sa Mạc Cô Độc đến Quỳ Tướng, Pháo Đài Trên Biển thì còn có tất cả người chế tác game ở hiện tại. Bùi Tổng vẫn đang sử dụng cách thức độc đáo chầm biếm sự khô khan, hám lợi của ngành game. Chất liệu người chế tác game so với mấy cái loại game trước đây càng thẳng thắn, chua ngoa và sâu sắc hơn, đồng thời càng không được đối nhộn. Nhưng mà nếu như hội hàm của game này đã sâu sắc như vậy rồi, vậy sao anh bảo cô cảm thấy nó có khả năng sẽ trở thành siêu phẩm, hoặc là có thể trở thành một kết cục thảm hại? Những tác phẩm vừa thời đại chẳng phải đều như vậy sao? Mọi nghệ thuật và chân chính thì luôn không được mọi người thấu hiểu. Dù là người chế tác game thất bại thì người thất bại cũng không phải là Bùi Tổng, mà là người chưa bao giờ còn xứng để chơi một trò game tốt như vậy. Có lẽ trong tương lai họ sẽ dần hiểu được ý nghĩa sâu sắc của loại game này, nhưng mà bây giờ thì tôi thật sự không hiểu được. À đúng rồi, đến khi nào mới tuyên truyền game này? Cái này em còn chưa hỏi, để em đi hỏi thử. Lần này Bùi Tổng sẽ quảng cáo như thế nào đây? Bùi Tổng nó nghĩ gì vậy? Phương án quảng cáo lần này nên làm thế nào? À, phát biểu trước. Để đã, lần này chúng ta còn quảng cáo tuyên truyền à? Lời nhưng mà quảng cáo khi nó hốt lên thì phải làm sao? À không phải, chúng ta phải nhìn ra vấn đề về từ hướng phát triển. Quỷ tướng một Pháp Đài Trên Biển đã vang danh khắp nơi rồi, chứ dù là chúng ta còn quảng cáo thì người chơi cũng sẽ còn tập tới game mới của Đằng Đạt thôi. Nó đúng lắm. Đúng rồi, nói đến như vậy thì chỉ bằng làm quảng cáo tuyên truyền đi, còn có thể tiêu thêm một chút tiền. Mấy cái cách truyền thống như là mùa người đề cử, mùa quảng cáo, tìm đại ngôn là không thể dùng được. Tốt nhất là chỉ tiêu tiền chứ không có lợi ích gì cả. Vậy thì chúng ta lên mạng tìm mấy tên edit video làm quảng cáo đi. Edit video ở Bùi Tổng à, ý của anh là tìm một bọn Hoàng Tử Bác làm video chuyên môn để tuyên truyền sau mọi sự cuồng nhiệt cuộc sống thường ngày của Bùi Tổng để tuyên truyền cho người chế tác game á? Hả? Đương nhiên là không phải rồi. Bây giờ cuộc sống thường ngày của Bùi Tổng vẫn đang trong giai đoạn quan trọng để tích lũy danh tiếng, không thể làm video mà để quảng cáo game ảnh hưởng tới danh tiếng của họ được. Studio Phi Hoàng là công ty vốn của Đằng Đạt, đầu tư vốn tuyên truyền vào đó thì khác nào đi từ tay trái sang tay phải chưa? Ôi vậy mà chúng ta tự liên lạc với edit video khá nổi tiếng, có nhiều fan ở trên thị trường. Như vậy đi, ngày mai tôi sẽ đưa cậu một tờ danh sách, còn có một bộ thông báo và bản đồ báo giá. Cậu có dựa theo đó mà làm. À được rồi Bùi Tổng. Làm ăn mà chẳng được gì cả, ngay cái ly mì cũng mùa không nổi rồi. Ui ngủ mùa thật đấy, lưu xem cao như vậy nhất định là nhân quảng cáo đến mỗi cái tay rồi. Xin chào ông Kiều, tôi là Lữ Minh Luận, giám đốc điều hành của game Đằng Đạt. Muốn cùng ông bàn một chuyện hợp tác một chút, không biết ông có tiền không? Bàn chuyện hợp tác? Đương nhiên là tiền rồi, quá tiền luôn ấy chứ, tôi đói sắp chết rồi đây, chỉ chờ miếng cơm này thôi. Ông Kiều, một video 3000 tệ, ông thấy có được không? 3000? Vì công ty này mới lên đời sao 3000 đủ cho mình sống nửa tháng rồi. Không thành vấn đề. Muốn đàn những video nào cậu cứ nói. Ông Kiều, đấy là lời thoại giải thích cho video, yêu cầu phải diễn giải video y như nguyên văn. Điều kiện thì trước nhất định là không được sửa lời thoại. Hả? Đây là vô mệnh mà tôi đọc được hướng hay sao chưa? Ngầu quá đi. Ui, nên tán game đẹp quá thì mất cái này thôi thì tôi đã thấy cũng đáng khoảng 3000 tệ rồi. Ôi tôi sẽ biến nó thành động tác chạy bộ hình bình thường, Có điều góp đi gồ quá rồi, đừng có đưa lên cao quá. Đáng đùa mình sao, hay là đang chơi mình vậy? Cái này vừa nhìn đã biết là mấy cái lời thổi xấu hổ rồi, bảo mình đâu có trong đoạn video. Trong video này, nếu như ông lộ mặt thì càng tốt, mà không lộ thì cũng được. Lát nữa tôi sẽ gửi mấy cái tài liệu ghi hình ở trong game cho ông. Còn tốt nhất là lộ mặt á, vì là chẳng phải là muốn mình thân bại danh liệt kỳ sau. Đã nói là miếng cơm ngon rồi, bây giờ là muốn đập vỡ chiến cứu của mình á. À không nhận, cậu hãy mời vị cậu nhận khác đi. Thì tôi là edit video không có tiền, nhưng mà tôi có tôn nghiêm của mình. Vậy thì tăng lên 4.000 thì sao? Có thể tăng lên 4.000 á. Mọi đó, tăng thêm tiền thì đã bằng với giá của mấy công ty khác rồi. Có thể cho tôi chơi thứ game với cậu có được không? Xin lỗi, game vẫn đang ở trong giai đoạn thử nghiệm, tạm thời thì chưa thử được. Có điều chúng tôi có thể cung cấp thêm nhiều dữ liệu để cho ông cắt ghép thành một đoạn video hoàn chỉnh. Tư liệu, lời thoại và cả ống chú nhà giàu đâu đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Chỉ có bóp muối lại đọc lời thoại qua một lượt, sau đó ghép vào video game, up lên đã kiếm được 4.000 tệ rồi. Nhưng sau video này up lên rồi, sợ rằng sẽ không bị chuối là kiếm tiền rác nữa, mà là kiếm tiền shit máu thùi. Tôi có thể đưa video này vào trong chuyên mục bóp phốt game rác không? Chỉ cần để vào chuyên mục này thì người xem sẽ tưởng là đã châm biếm, đã tạo hiệu ứng tiết mục. Xin lỗi, không thể được. Tôi hiểu cậu đang lo lắng điều gì, nhưng mà cậu cứ yên tâm. Chuyên mục bóp phốt game rác rất có tầm ảnh hưởng, lượt xem tuyệt đối là cao hơn. Đề cử game mới trong tháng gấp 10 lần. Mấy tháng trước tôi đã từng bốc phép lên một dòng game độc lập nội địa tên là Sa Mạc Cô Độc. Kết quả sau khi bốc phốt xong thì nó từ một dòng game còn biết tới trở thành game cực kỳ hot. Trong vòng 2 tuần thì doanh thu đã tới hơn 20 vạn. À đúng rồi, công ty cái tên đó là gì nhỉ? Có đi chút để tôi xem thử. Mình có một dự cảm không lành. Ông chú lần này của cậu tên là gì ấy nhỉ? Thì rõ ông đã từng hợp tác với Bùi Tổng của chúng tôi rồi à? Vậy thì tốt quá rồi. Đúng vậy, đó là tác phẩm của quý công ty. Quỳ Tướng một Pháo Đài Trên Biển, đó là do Đằng Đạt chế tác ở trời. Không ngờ tôi và quý công tư từng hợp tác thành công một lần rồi. Đi đã, để tôi hỏi thử ý kiến của Bùi Tổng. Mấy tháng trước còn đang là một công ty nhỏ chế tác game độc lập, mà chụp bắt đã trở thành ông chủ giàu co rồi. Không đúng cho lắm. Bùi Tổng à, nghe ra chắc là ông chủ của Đằng Đạt chăng lẽ? Đó là người chế tác xa lũ Sao Mà Cô Độc sao? Chứ còn phải cậu ta ghi hận đi chứ. Tôi rồi, con đường sự nghiệp của mình sắp bị hủy bỏ rồi. Bùi Tổng rất vui, nhưng mà nấy nói video lần này phải up vào chuyên mục đơ cứng game mới trong tháng. Lời thoại cũng không được sửa, với lại không được đợi cho khán giả cảm thấy video mang tính chất chầm biếm. Nhất định phải diễn cho đạt, phải cái kiểu mà xuất phát từ nội tâm ấy. Bùi Tổng này quá nhiên là đang ghi hận mà. Cậu ta muốn tìm nhìn thấy mình mất mặt mà. Xin lỗi nha Lựa Tổng à, yêu cầu này thực sự quá cao, chắc là tôi sẽ không được. Xin ngài hãy mời cậu nhân khác đi. 6.000 nhé Kiều Lão Sư. Lúc nãy tôi đã hỏi kiếm Bùi Tổng rồi, anh nói có thể tăng cho ông lên giá 6.000. Ui, cậu có thôi đi không? Đây không phải là vấn đề tiền bạc, nhưng mà nếu như 6.000 mà mình xài tiết kiệm thì có thể sống qua 2 tháng. Đây không phải là vấn đề tiền bạc Kiều Lão Sư. Tôi vừa hỏi Bùi Tổng thêm một lần nữa, anh ấy nói tăng lên 1 vạn. Đây là 1 vạn, 1 vạn tỷ. Ui, chứ tôi biết ông là vị trí rất quan trọng đi nhìn tiếng, nhưng nếu như ông thực sự không chấp nhận thì chúng tôi cũng không miễn cưỡng đâu. Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Bùi Tổng là bạn cũ của tôi, nên lần này tôi nhất định sẽ giúp. Vậy sao, tốt quá rồi. Vậy bây giờ tôi sẽ gửi thêm nhiều video tài liệu cho ông. Kiếm Miên ăn không mơ dưới dạng chỗ nào. Các bạn khán giả nhất định chịu thôi ở vậy đi. Phong Lê Vi của Tổng Giám Đốc Kiều Lão Sư nhấn rồi sao? Làm tốt lắm. Cái này thì ban đầu ông chỉ sợ tôi, nên như còn phải do ông thì ban đầu 5 vạn tiền của tôi đã thu lỗ rồi. Nói con chừng mỗi chuyến cũng sẽ khác. Có những dịp ấp chỗ khác thì sao? Có một vài người sau khi tăng giá xong thì nhất quyết không nhận, nhưng mà những người không chịu nhận thì cũng còn ít, chắc là hơn phần nữa. Mà đa phần thì bọn họ đều từ chối. Nhưng khi nghe nói về ấp chỗ khác, nhờ cúng độc lệ thoại này, vào một lại tháng sau sẽ được xóa video. Cộng thêm việc tăng giá nên rất có nhiều người đồng ý. Quả nhiên, dù lời thoại có xấu hổ đến đầu thì chỉ còn có nhiều tiền thì sẽ đều đọc rồi. Kiều Lão Sư nhận giá cao nhất để cho ông ta up video đầu tiên đi. Được thưa Bùi Tổng. Ngày 1 tháng 4, lễ cá tháng 4. Hôm nay là cá tháng 4. Bùi Tổng xem ra vẫn còn chút lương tâm. Video và game đều đã công bố ngày hôm nay. Ở vào cả tháng 4 thì khán giả sẽ tưởng đây là trò đùa ngày cả tháng 4. Chắc mình sẽ bớt đi chơi một chút. Bỏ đi mặc kệ nó thôi. Nhận tiền thì làm việc, làm rồi rút đầu giá chết thì được 2 tháng sau. Khi mọi chuyện ôm xuôi xuống rồi thì kêu nó xương mình đây vẫn là một hảo hán. Vì con trả up video rồi, mọi người mau lên xem đi. Sao mà chiêu một đời gà mới trong tháng này nữa lại kiếm cơ mà. Xin chào các vị bà thân yêu. Vẫn là Kiều Lão Sư. Mọi người quen thuộc hay gọi là bà đi. Trừ khi bắt đầu tiết mục của kỳ này, xin các vị bà cho phép tôi được kiềm nén cảm xúc động của mình trước. Game và mọi người đang nhìn thấy đây. Mọi người đã biết được nhà chế tác của nó chữa là Đằng Đạt, nên đã vừa nghiên cứu ra một dòng game mới. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu giới thiệu về giao diện của nó. Xin lỗi mọi người, tôi nên nàng hơi lộn xộn. Wow, Unlandy and Gentleman, The Very City. Đã mấy năm rồi chưa có cảm giác chơi được một dòng game đến như vậy. Vào lúc 3 giờ 11 phút sáng, đoàn đuổi của Đằng đã gửi video tư liệu của dòng game này cho tôi. Tôi có nói là người chế tác game disc này Aquastorm. Kiều Lão Sư, nếu như ông bị bắt cóc thì hãy nhìn nháy mắt đi. Không lộ mặt hả? Vậy thì không sao rồi. Mà đây là cái quái gì vậy? Kiếm miếng ăn mà không thôi đi. Tưởng ăn mà còn xấu như vậy. Nhìn thấy để cơ gà mới trồng thang này là không nên ấn vào rồi. Cái gì đây là trò đùa ngày tháng 4 hả trời? Hôm nay là ngày 1 tháng 4 mà, nhất định là như vậy rồi. Trong video mười mấy phút này, tôi đã đếm được 30 cái wow rồi đó nha. Tôi thì rảnh rỗi quá, còn ông ta thì dối làm cho với đuôi thật đấy. Xem xong video vốn dĩ là đã hại quy tầm là không động vào dòng game rác này rồi, nhưng mà phát hiện là game của Đằng Đạt thì cái chút muốn chơi quá. Làm sao đây? Đừng mà rõ ràng là biết là shit rồi mà vẫn muốn ăn. Sao lại nghĩ không thông tới như vậy chứ? Tôi ngược lại muốn xem thử rốt cuộc là một dòng game thế nào mà lại có thích cho con trai là tôi làm tới mức này. Cái đợt lại có thêm người ấp video quảng cáo cho người chế tác game nữa rồi kìa. Lời thổi y chang nhau luôn. Ngay cái xì xông cũng giống nhau quá. Ôi mò nó, đây là lần thứ mấy ở trong ngày lướt thấy wow action rồi trời. Đây là cái quỷ quái gì đây? Cao ốc Tân Hòa. Một tiếng đó hoàn thành tốt đẹp rồi. Tốn giá cao đó, nhiều người úp chú video quảng cáo bị người xem điên cuồng phi nhổ. Lượt view cũng không lên nổi. Cơ bản là chẳng có hiệu ứng tuyên truyền gì cả. Thật là tuyệt vời. Lâm sáng nội dung diễn giải cho họ, đúng là một cách hay mà. Kế hoạch đã thành công được một nửa rồi. 28 tỷ. Đây là mức giá thấp nhất mà hệ thống đã cho phép rồi. Theo như tính toán của nội bộ công ty, trước mắt thì game đã đầu tư khoảng 300 vạn tiền vốn rồi. Mà nếu như định giá 28 tệ thì ít nhất phải bán được 30 vạn bản thì mới có lợi. Nhưng mà bây giờ danh tiếng nó tệ tới mức này rồi, nơi giờ có một vài người thích bị ngược đáy mà chơi game này thì con chấp nhận được. Chắc chỉ không đến 30 vạn người thích bị ngược đáy đâu nhé. Tiền giờ quá nhiên khô kiếm mà, chơi game lại không vui, bị gối cũng chẳng còn ngon nữa rồi. Còn được, hôm nay mình có chết thì cũng phải chết cho rõ ràng. Chứ dù một đời mình của Kiều Lão Sư bị hủy thì ít nhất cũng phải làm rõ tình hình cồn thủ như thế nào chứ. Mua bà nó mua thành công, ấn tài xuống và mở game. Đây là câu chuyện liên quan tới việc chế tác game. Hả? Đây là đâu? Đây là một người chế tác game non nước, mang một lý tưởng vĩ đại và giải cứu sự nghiệp game nội địa. Tôi nhất định có thể làm ra một dòng game siêu tuyệt vời. Công việc của bạn rất đơn giản là đưa ra chủ ý để chế tác dòng game khiến cho người qua đường kinh ngạc, đồng thời ngưỡng mộ truyền thông, tàn bốc, dành số cao ngất ngưỡng, kiếm tiền để nghiên cứu dòng game tiếp theo. Cứ tuần hoàn như vậy. Tôi siêu thích game luôn. Game hot nhất năm nay. Tôi ủng hộ Kiều Lão Sư. Để rồi chứ thầy lâu đi đứt mất ở trên miệng. Đây đều là những chuyện tầm xả với. Và bây giờ bạn chỉ có một mục tiêu, chính là làm ra một dòng game thành công, có thể tồn tại trên thị trường. Khốc liệt này. Kỳ lạ, hình như game cũng không tệ nhỉ. Giao diện của game, phong cách tạo hình đều rất ổn. Ban đầu thì mình thấy rất ghét lời bột bạch của game, nhưng càng chơi lại càng cảm thấy lời bột bạch mỉa mài mới là tinh túy của game này. Và lại, đặc biệt nhất là mình cảm thấy dòng game này đã bộc lộ được tâm thái cuộc sống hàng ngày của người sáng tác. Lời bột bạch khiến cho người ta gạt bỏ có thể xem là lòng tham, cũng có thể xem là người qua đường đứng ở trên bạch bên cạnh miệng hòa tay mũi chừng. Trong quá trình cho tá thì sẽ có người sức cùng lực kiệt mà âm thầm từ bỏ, không có người mà đạp gió rè sóng, không quên sự tâm của mình. Có người thì từ bỏ lý tưởng biến thành con người mà bản thân chán ghét. Mình trách Lâm Bùi Tổng rồi, người có thể làm ra cái dòng game này sao có thể là một người nhỏ nhẹ được chứ. Mình phải làm một video mới, mở ra một chuyên mục mới, và đặt tên cho chuyên mục này là Phong thần dị tác. Ô tối ngày 3 tháng 4, lúc ảm đạm, nghiêm túc. Thế nhưng số lượng thống kê trước mắt thì người chế tác game vừa tuyên truyền mở bán ngày thứ ba không chỉ không có hiệu quả tích cực mà còn có hiệu quả và hiệu ứng chính diện ngược lại, còn đuổi theo, đuổi mất rất nhiều người chơi. Trước mắt thì người cho thử nghiệm đợt đầu cũng đánh giá không cao, đang trong trạng thái khiến chia lẫn lộn. Anh Ba, đây là dự án đầu tiên nhận từ kế hoạch điều hành của anh Hoàng. Đã xuống như vậy rồi sao? Anh bảo tình hình phải làm sao đi? Đợi thôi. Chắc là Bùi Tổng đã sớm đã dự đoán được chuyện này rồi. Bây giờ chỉ có thể làm hết sức mình nghe thấy ý trời thôi. Nếu như thực sự không thành công thì chúng ta định đợi cùng Bùi Tổng chịu trận thôi. Bây giờ video này mới xưng là tên chuyên mục của thần Phong Chi Tác chứ. Nhóm fan đồng game. Trong chuyên mục người hoàn toàn mới được gọi là Phong Thần Chi Tác, video đầu tiên của người chế tác game, cùng với lời hợp tác nghệ thuật vì mồi nhỏ đã được đăng tải, hoan nghênh các bà vào xem. Kỳ đợt xác chết vòng dậy sau khi giá chết 3 ngày thì đã quay lỡ lại rồi. Phải xem cái game nát này tận 2 lần sao trời? Ôi tôi muốn xem tứ lần này con trai sẽ vấy đuôi thế nào. Tuy con đường sự nghiệp của mình đã đối mặt với nguy cơ lớn nhất ở trong đời người, nhưng mà mình tin chắc sau mấy tiếng nữa thôi thì danh tiếng của mình cũng sẽ có thể xoay ngược tình thế. Lơ chào mọi người, vẫn là Kiều Lão Sư đây. Trước tiên thì tôi rất lấy làm tiếc khi phải tuyên bố một chuyện. Ngày 1 tháng 4 là ngày cả tháng 4, chúng tôi chỉ triển khai một hoạt động nghệ thuật quy mô nhỏ. Chủ đề của hoạt động nghệ thuật lần này là trong thời đại thông tin Internet, một video ngắn độc hại và một game chất lượng cao có giá hàng trăm vạn, mang nội dung phong phú thì cái nào sẽ hot hơn. Thông qua thử nghiệm chúng tôi rất tiếc và đưa ra kết quả này cho mọi người. Là vì trước hoạt động nghệ thuật Cái này ở đâu ra gì? Hoạt động nghệ thuật lần này hoàn toàn do bên Đằng Đạt tổ chức. Mục đích của nó là tìm tôi nghiên cứu về một chủ đề cái là sâu sắc. Tôi và các ấp chủ khác của vòng video lên. Nội dung video rất đơn giản, chính là thông qua ngôn từ lỗ năng lịch để định đoạt. Video của mọi người đều có tính đầu nhất, thậm chí là lời thụ diện giải cũng y chang nhau. Bản thân nó vốn đã vô giá trị và vô nghĩa. Nội dung thì trước đầy mạnh quá thu hút người xem, nhưng mà khi có quá nhiều up chú đồng thời up video này lên thì cứ dân mạng vẫn sẽ đi theo và ngay lập tức sẽ hình thành một xu hướng truyền thông đặc biệt. Một video kháng ngắt độc hại cho các dài video giới hạn, có người ùa theo nó mới nổi lên và trở thành một chủ đồ hóa. Mà khác thì game mới có tên là Người Chế Tác Game do Đằng Đạt phát hình này mang ý nghĩa rất phong phú. Nó phơi bày ra hiện trái trạng của ngành và châm biếm sự hỗn loạn của ngành. Dù là phối âm phong cách nghệ thuật hay là lối chơi cụ thể thì nó chứa đầy sự mới mẻ và chân thành. Mà là một dòng game mà nội tại phong phú lại sắp phải đối diện với tình trạng gì đây? Khen chờ lẫn lộn, không hờ được người chơi công nhận. Ổn rồi. Tiếp theo đây tôi sẽ phân tích chi tiết về các bạn nghe. Vì sao Người Chế Tác Game lại có thể trở thành phong thần chi tác? Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt, nhà hàng Hồ Thị Nga. Hôm nay sẽ dừng đòi ngủ, nên mọi người cứ chơi nhiệt tình nhé. Sao cảm giác tâm trạng của mọi người không được tốt lắm nhỉ? Là đoàn ở đây có một cô vị sao? Lê nhân viên đầu nằm thì dần dắt mọi người chưa. Các cậu từng đến đây ăn một lần rồi cũng nên món nào ngoan thì các chắc các cậu biết rõ. Đừng đó tôi nhìn thấy có người đã ăn kèm đi nhé. Còn nữa, đây là Mã Nhất Quần, nhân viên mới của công ty, là một sinh giỏi của văn hóa. Nhất định là phải chăm sóc quậy thật tốt, nghe thấy chưa? Hoàng Tử Bác, bên đại diện chầu thì tôi giao lại cho cậu nhé. Nhất định phải sắp xếp ổn thỏa, cái hiểu chưa? Không thành vấn đề. Ngồi. Lâu rồi chỉ cảm thấy vui như vậy. Tính đến hiện tại thì mọi thứ đều rất thuận lợi. Bên Quảng Nếp một tháng lỗ hơn 30 vạn và là trước mắt, còn không có dấu hiệu thu được lợi nhuận. Đó của video ngắn tuy không tệ, nhưng mà trừ bỏ các khoản phí thì trước mắt thu nhập vẫn là con số 0. Còn danh tiếng của Người Chế Tác Game trước mắt thì chả có tiến triển, doanh thu thì càng tệ hơn. Thế tình hình hiện tại thì tuyệt đối sẽ không lấy được một đồng nào. Ế ấm thật là tuyệt thật. Kỳ lạ, hôm nay trong buổi tổng có vẻ rất vui nhỉ. So với bữa tiệc lần trước thì giống như là biến thành một người khác vậy. Cậu sai rồi. Anh bảo anh nói vậy là sao? Bây giờ người duy nhất không được phép xì sụp chính là Bùi Tổng. Cậu nghĩ xem, Người Chết Tất Gàng bán không được thì cả danh tiếng và danh thù đều không được như mong muốn, thì mọi tâm trạng của mọi người đều không tốt. Bùi Tổng thường là người lãnh đạo ở trên mặt tinh thần, này như cũng ấu mặt mày châu thì bữa tiệc hôm nay còn diễn ra được nữa hay không? Thì ra là như vậy. Bùi Tổng đã muốn lan tỏa tinh thần lạc quan tới chúng ta. Không sai, là một lãnh đạo thực thụ chính là khi gặp khó khăn thì sẽ luôn luôn lạc quan, còn khi thuận lợi thì sẽ làm việc rất thận trọng. Bùi Tổng muốn luôn là người như vậy. Cậu ấy là người thuộc về chính nghĩa, hiền thật, luôn có sự nắm bắt và tính toán của những vấn đề thực tại. Nhưng mà cậu ấy lại là một người thuộc chủ nghĩa lý tưởng, sẽ làm việc không mà đến lợi ích của bản thân. Đúng vậy, cho nên chúng ta không được phụ sự kỳ vọng của Bùi Tổng. Tôi tin là chúng ta có thể vượt qua cửa ải này, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi. Cơn huống hồ Bùi Tổng của chịu bỏ cuộc. Bây giờ mà nói tới thất bại thì có hơi sớm quá rồi đấy. Đúng vậy, Bùi Tổng của chú bỏ cuộc thì sao có thể nói là game này thất bại chứ? Không sai, nhất định có thể xét chuyện tình thế. Chúng ta phải tin tưởng Bùi Tổng. Càng Ly, bây giờ nói chuyện này với Bùi Tổng thì có thích hợp không? Tôi cảm thấy bây giờ vừa đúng lúc. Tuy Bùi Tổng không tỏ về cảm xúc gì trước việc người cho tắt game không bán được, nhưng mà trong lòng ít nhiều gì cũng có chút thất vọng. Một tin tốt của thẩm vấn chấn tinh thần lại có thể giúp cho Bùi Tổng có thêm sức mạnh. Khi cho Bùi Tổng có thêm sức mạnh thì hơi lú rồi, nhưng mà đối phương dù sao cũng là trên một trang web mới. Tôi thấy chúng ta cứ bình tĩnh là được rồi. Còn phải chúng ta có gì thì nói nấy đi. Bùi Tổng hãy chúng tôi kính anh một ly. Nè, càng ly. Trang web đó thì mới nổi, nhưng mà dạo gần đây phát triển được tốt. Và lại họ còn đưa ra phương án khích lệ, có thể dựa theo lượt view đỡ thưởng cho người sáng tác. Đơn giản mà nói chính là dùng cuộc sống thường ngày của Bùi Tổng để dẫn đầu sẽ lựa chọn đồ hot mà chia lợi nhuận cho chúng ta. Trang web đó bắt đầu bằng chữ A hay là chữ B thế? Tuyệt đối đừng là chữ B đi nhé. Đều không phải Bùi Tổng à. Là trang web nhỏ tên là Đảo Iceland, hay còn gọi là Trạm Y. Trạm Y, Đảo Iceland, hoàn toàn chuyện nghe qua. Được lắm, làm tốt lắm. Dẫu sao không phải là Trạm A hay B là được rồi. Đảo Iceland vừa nghe tin đã thấy là tâm thường rồi. Yên tâm đi Bùi Tổng, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hơn nữa. Hay lắm. Thật không vậy? Thế thì ngon rồi. Nền tảng công nghệ thông tin gọi tin là muốn biểu dương cộng thầm việc quảng cáo trên trang đầu của chúng ta hot rồi. Hả? Tình hình gì đây? Gọi tin biểu dương quảng cáo trên trang đầu. Bùi Tổng mà tin tốt đi nè. Hả? Tin tốt đây chắc không phải là xảy ra cái chuyện đó nữa chứ. Bùi Tổng mà phương án tuyên truyền của anh lợi hại rồi đấy. Ban đầu bọn họ đều không hiểu được. Không ngờ mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh cả rồi. Hả? Tôi với hiện danh thù gần đây của chúng ta đang tăng nhanh rõ rệt. Danh tiếng của cung đàn có xu hướng đi lên. Tôi đi điều tra thử cũng phát hiện ra có người thật sự là hiểu được nội tâm hàm ở bên trong game mà anh chế tác và ý nghĩa sâu xa của hoạt động tuyên truyền kiểu nghệ thuật. Cuối cùng thì người chơi cũng đã hiểu được game của chúng ta rồi. Sự cố tâm của anh không hề lãng phí. Cái gì vậy? Thật sự lo hóa quá vui buồn sao? Sao mà có thể chứ? Rõ ràng mình không làm cái gì cả. Hoạt động tuyên truyền kiểu nghệ thuật lấy là cái quá gì nữa đây? Đừng gấp, cái cậu cứ từ từ nói. Bùi Tổng mà anh tự mình xem đi. Ủa? Video của Kiều Lão Sư? Sao lại là ông ta vậy? Trong dòng game này là một bạch đại diện cho tham niệm và tiến về phía trước và ám chỉ những người ngoài hay của tây môi trường. Thì môi trường game tạo cảm giác chìm đắm, còn là một bạch mang lại cảm giác xa lạ. Cái loại cảm giác này rất khiến cho người chơi suy nghĩ nhiều. Khi dòng game này tôi cảm nhận được sự cộng hưởng mãnh liệt lạ thường. Tại sao lại như vậy? Tôi suy nghĩ kỹ lại thì việc chế tác video và chế tác game đều có điểm chung. Hoặc là nói, hầu như là tất cả những người sáng tạo văn hóa đều có tâm thái như vậy, là cô độc. Có câu nói gọi là sứ mệnh của người bày tỏ chính là xuyên tạc. Có lẽ đó chính là mục đích tiềm tàng mà Đằng Đạt muốn dòng game này đạt được. Có lẽ họ cũng đã dự đoán được doanh thu của dòng game này sẽ thua lỗ và không lấy lại được vốn. Nhưng mà họ hy vọng có thể làm được một điều, chính là trầm tĩnh trước sự xã hội móc nối này, nhẫn nại mà làm việc, cũng nhẫn nại mà suy nghĩ. Trốn đến từ đầu và lại đến về đâu? Trong xã hội sốc nổi này chúng ta nên sống bằng cách nào đây? Thử chúng ta nên theo đuổi rốt cuộc là cái gì? Cái đệt đấy chính là hoạt động nghệ thuật quy mô lớn là sao? Các xưởng game bây giờ đều biết hết cách chơi như vậy sao? Xin lỗi con trai, ba hiểu lầm con rồi. Bây giờ ba sẽ đi live sáng ngay. Kiểu là sự đúng là nghệ thuật đại gia. Số mệnh của người bày tỏ chính là bị xuyên tạc. Tôi khóc rồi đi cùng bạn. Không ngờ dòng game người chết ta game lại bao nhiêu ý nghĩa như vậy. Vậy tôi sẽ chờ thử. Cái đờ mờ này rốt cuộc là cái quá gì vậy trời? Kiều Lão Sư đã bị chửi như chó, mà bây giờ lại nhanh nhảy nhột và vượt thành nghệ thuật già. Đúng là lỗi ngược dòng mà. Thậm chí không còn là người bình thường kiếm cơm nữa rồi, mà là ngộ thực gia kiếm cơm luôn rồi. Với lại mình có cách nào để giải thích được? Con sẽ giải thích thì ngươi chứ cũng không tin, nói không chừng còn bị người chứ hành yếu thành hành vi của người thuộc gia. Quả nhiên Bùi Tổng luôn một mình âm thầm nghênh bác quá nhiều. Có thể gặp được một người thực sự yếu mình như là Kiều Lão Sư cũng có trách những cái chút kích động. Bùi Tổng à, tin tốt không chỉ như vậy đâu. Hả? Còn có tin xấu hơn nữa sao trời ơi? À đúng vậy, lúc nãy Bernero vừa úp bài khen người chế tác game, trực tiếp ghi cái bài của họ lên trên đầu trang web của họ luôn. Dòng game người chế tác game này, bất cỡ hết là nội hàm hay là cách chơi đều rất được yêu thích. Sau này họ còn sắp xếp thêm nhiều đề cử của game của chúng ta nữa. Mời Tổng à, danh tiếng của chúng ta đã lỗi ngược dòng rồi. Tốt lắm. Bùi Tổng đúng là người làm việc lớn mà. Một chuyện vui như vậy mà anh ấy vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Có điều lúc Bùi Tổng vui vẻ quá nhiên là già. Bây giờ mới là cảm xúc thật nè. Bùi Tổng à, có muốn nói gì đối lời với mọi người không? Không cần đâu. Đấy chỉ là thành công bước đầu, đừng có quá kiêu ngạo. Mọi người vui vẻ là được rồi. Được rồi Bùi Tổng à, chúng tôi hiểu rồi. Anh bảo đi thôi uống rượu nè. Được rồi, tối nay không say không gì à? Nào tôi cần đi trước nhé, mọi người tùy ý. Cán. Wow, anh Hoàng ngầu quá. Sao tới này, mình chỉ cho Kiều Lão một chút tiền, kết quả ông ta lại tận 2 video, mùa 1 tặng mẫu 6. Bên ốc vài, con ghim bài khen. Đây chẳng lẽ hết lần này mình lại tốn cộng vô ích nữa rồi sao? Ngày 14 tháng 4. Để rồi cốt. Vậy thì mùa thứ 3 của sốc thường ngày của Bùi Tổng chính thức đóng gói, vất vả cho mỗi người rồi. Diễn xuất của Bùi Tổng đúng là càng ngày càng tốt. Đến mùa thứ 4 lại làm phiên anh rồi. Vậy tôi làm gì rảnh lo đến mùa thứ 4 đây. Bây giờ chỉ là rầu người chế tác game thôi. Bây giờ doanh thu đã không ngừng tăng lên, hiện tại đã tới 10 vạn rồi. Này có nghĩa là game này lấy sắp đợi to rồi. Ôi mùa tăng. Anh Hoàng à, các anh dự tính sẽ làm gì tiếp theo? Quay mùa thứ 4 không? Tình hình gì đây? Mùa thứ nhất mà nó thu tồn bộ vốn và còn có lười sao? Chắc không phải cái cậu đã nhận quảng cáo thấp kém gì đó rồi chứ hả? Kỳ trước đầu tư tận 1 triệu đó nhờ. Tình hình gì đây? Mùa thứ nhất mà nó thu tồn bộ vốn còn có lười. Không có đâu Bùi Tổng à. Chứ đây tôi đã nói với anh rồi, Đảo Iceland có một phương án khích lệ cho bên làm video. Phương án khích lệ 1 vạn lượt click cũng chỉ tầm 15 đến 30 triệu 10 tệ thôi nhỉ? Không phải đâu Bùi Tổng. Đảo Iceland vì vốn quảng cáo nên đã bỏ ra một số tiền lớn để mua lại một kênh phát sóng ưu độc viện ưu tú, và cũng rất là phỏng khoáng về các vấn đề chi phí. Giám đốc điều hành của Đảo Iceland tin rằng loại phim ngắn như vậy, cuộc sống thường ngày của Bùi Tổng sẽ hướng phát triển tốt nhất trong tương lai. Cho nên họ đã phát lệ nâng giá lệnh của chúng ta từ B lên A. Hả? Mỗi tập chỉ tầm 1 phút nên mỗi tập chỉ còn thời gian click hơn 30 giây là chỉ có hiệu lực, mà mỗi click có hiệu lực về sẽ thu phải 0,2 tệ. Cũng có nghĩa là 10 tập của mùa thứ 3 chỉ cần đảm bảo mỗi tập có 1 triệu lượt click có hiệu lực thì sẽ thu về khoảng 2 triệu tệ sau. Đúng vậy. Và dù có bị trừ đi các khoản phí và thuế thì chúng ta vẫn còn lời. Toàn bộ đều là nhờ sách luật đúng đắn của Bùi Tổng cả. Ôi, chính là vì chúng ta đã từ chối nhường yêu cầu quảng cáo thấp kém kìa thì mới có thể biến cuộc sống thường ngày của Bùi Tổng thành một bộ phim đạt giá trị e-book cực cao, và mới được Đảo Iceland đánh giá tốt, đồng thời nhận được điều kiện làm ăn hậu hĩnh như thế này. Tất cả đều nhờ Bùi Tổng biết danh sách trống rỗng. 18 giờ tối nay, mùa thứ 3 của chúng ta chính thức là gồm chiếu tại kênh của Đảo Iceland. Mọi người hãy quan tâm ủng hộ nhé. Đây được nhất định là ủng hộ mà. Tôi sẽ là người bình chọn ở bình luận đầu tiên. Cái gì? Hướng dẫn của Trạm Y là gì vậy? Cái này hả? Là cái này nè. Website này tên tiếng Trung là Đảo Iceland. Đúng vậy. Iceland đọc giống như là Đảo Iceland gì đó. Thì ra là vậy. Cái đờ mờ đây chẳng phải là bị liên viết ngược lại sao trời? Trang web quen thuộc này quả nhiên là trạm bờ. Đây chẳng phải là một trạm bờ bán cường hóa với tập đoàn Thần Hòa và Thiên Độ cùng đầu tư sao trời ơi. Hệ thống mà. Hệ thống chuyển đổi tài khoản. Hệ thống chuyển đổi tài sản túc chủ Bùi Khiêm. Tỷ lệ chuyển khoản là một lời 100/1. Tỷ lệ chuyển hóa lỗ 1/1. Nhiệm vụ đặc biệt trong tuần này, bất kỳ một cửa hàng thực tế nào trục quyền sở hữu của công ty chỉ còn đạt được ở khu vực trung tâm thành phố hoặc là xung quanh trường đại học đã hoàn thành. Phần thưởng đã hoàn thành nhiệm vụ dựa trên tiền quy đổi ban đầu, tăng thêm 10% ngồi ngạch. Xem ra hệ thống vẫn còn trong trạng thái lỗ vốn, nhưng mà rất nhanh sẽ không còn như vậy nữa. Trong vòng 2 tháng rưỡi thì hai dòng game đã thu về khoảng 9 triệu tệ, cộng thêm tiền vốn ban đầu 1 triệu tệ, tổng cộng là thu nhập khoảng 10 triệu tệ. Mà phương diện chi tiêu trước mắt là 1 triệu tệ cho Studio Phi Hoàng và nghiên cứu và tuyên truyền cho người chơi tác game, tốn hơn 3,3 triệu tệ. Team Net có đầu tư khoảng 3,5 triệu tệ. Cộng thêm tiền thừa nhà, tiền lương, tiền vặt thì 2 tháng rưỡi công ty hết 2 triệu tệ. Cộng lại thì cũng hết khoảng 9,8 triệu. Mình vốn còn dự kiến trước hết khi tháng này sẽ tiêu ở một vô lô nặng kiếm 1,8 triệu tệ. Bùi Tổng à, bây giờ anh có rảnh không? Bùi Tổng, đây là phúc lợi mới của công ty mà trước đây đã định sẵn. Tôi muốn xác định lại với anh, nếu như không có vấn đề gì thì sẽ làm theo kế hoạch này. À được, các phúc lợi mới của công ty bao gồm khám sức khỏe cho tất cả nhân viên, tiêu chuẩn là 3.200 tệ là mỗi cho mỗi nhân viên, cộng với việc tăng thẻ mua sắm lên tới 3.000 tệ và các phúc lợi khác dòng cộng lại là 500.000. Lợi bỏ ra 500.000 tệ nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Với thời gian thu hiện tại của người chơi tác game và đồ hốt của cuộc sống thường ngày của Bùi Tổng thì ước tính tận trọng thì vẫn có thể kiếm thơm đến 2-3 triệu tệ. Cứ làm theo kế hoạch này đi. À được thưa Bùi Tổng, chẳng phải mình đã rất cẩn trọng rồi à, sao bây giờ lại thành ra bộ dạng này rồi? Còn một việc nữa, hôm nay có một vị phóng viên hộ bên dư là thời Hoàng gọi điện tới là muốn sắp xếp Bùi Tổng phỏng vấn. Đây là đã phỏng vấn phóng viên thứ 3 trong tuần gọi tới rồi. Chúng ta vẫn đối từ chối này trước sau. Phỏng vấn cứ từ từ chối. Chúng ta vẫn có giữ nguyện quy tắc trước đi. Thứ nhất, mọi người đừng tiết lộ danh tính của tôi ra ngoài. Thứ hai, cũng đừng có tiết lộ những ưu đãi phúc lợi của tiền lương cụ thể của công ty. Cô hãy nhấn mạnh lại với mọi người thêm lần nữa đi. Được thưa Bùi Tổng. Nói như ưu đãi và mức lương ở trong công ty bị công bố ra ngoài, vậy thì chẳng phải những người giỏi sẽ ồ ạt về làm sao? Bây giờ mình muốn sa thải, tự sa thải bản thân cũng không được đấy nè. Chuyện mở công ty tạm thời cũng phải giấu bà mẹ. Hơn nữa nổi tiếng thì nhiều thị phi, lỡ nhiều bị người khác đỡ mắt tới thì phải làm chuyện gì cũng rất là bất tiện. Nghĩ thôi một chút thì cứ coi như là tự lấy tiền túi 5.000 tệ ở phát phúc lợi 50 vạn cho nhân viên. Vì mình đúng là một ông chủ tốt mà. Lần này không lộ vốn, lần sau tiếp tục cố gắng là được rồi. Có điều mình phải rút kinh nghiệm sườn máu hợp hối nhiều hơn, làm rõ vì tại sao người chơi tách game đã thành công, hoặc là tìm hiểu xem người chơi tách game có khuyết điểm nào lớn để sau này có thể tiếp tục phát huy. Trong ngành game này, bạn sẽ đóng vai là một người chơi tác game và mục tiêu của bạn chính là khắc phục mọi trở ngại, tìm ra cách chế tác game thành công nhất và trở thành người chế tác game hoặc là phá sản, đều do bạn quyết định. Mà điểm sáng của dòng game này nằm ở chỗ để giúp người chơi cảm nhận rõ rệt tầm thái dự và đắn đo trước hai quyết định. Đây vừa hay chính là trải nghiệm thực tế của nội tâm người chế tác game. Nhưng mà nói chỉ như vậy thì dòng game này chỉ nói là một dòng game dối mô phỏng thôi. So với những dòng game truyền thống kia thì người giao diện kèm tình xảo hơn một chút thì chẳng ưu gì đặc biệt. Dòng game này có thể nổi tiếng là do luôn đi song song với lời bộc bạch của người chơi. Đây cũng vừa hay là điểm sáng của game. 9.0 người chế tác game ưu điểm phong cách black comedy cùng lời bộc bạch khiến cho người chơi muốn tự do sáng tạo, giúp cho người chơi tiếp xúc sâu với ngành nghề, kích thích tư duy. Khuyết điểm là đôi lúc sẽ có gây hạn chế cho người chơi, Nhưng đây chỉ là một phần trong hội nội dung game. Tổng kết dùng phong cách Little Momedy đã tiến hành phân tích chuyên sâu về ngành game, mang đến cho người sẽ trải nghiệm tương tác mới mẻ. Chẳng phải các anh là truyền thông đánh giá chuyên nghiệp à? Sao khuyết điểm duy nhất là một phần trong nội dung game chứ? Cái đánh giá như vậy thì chắc người khác con tướng mình nhắc thâm tiền cho xem. Hay là thử đánh giá người chơi đi. Người chơi khó tính như vậy chắc sẽ tìm ra nhiều cái điểm lắm nhỉ. Ngày mốt phát tài, phong cách này đến ta đi, biến một đưa tài khù gà trở nên thú vị và sinh động hơn. Ngày mai sẽ giảm cân thì mới là từ chỗ Kiều Lão Sư qua đây nè. Đúng là một tác phẩm Raspberry kinh điển. Phải nhiệt tình đánh giá 5 sao thôi. Không cho 5 sao tức là không hiểu gì về game này rồi. Người bạn hòa đồng, lớp bó bách này không hay quá rồi đi. Tôi căn bản là còn muốn chế tác game, chỉ là thích lớp bó bách này thôi. Chỉ có thể ăn màn thầu 28 tệ thật sự là có quá, có tầm luôn. Thật sự có thể lấy lại vốn hay sao? Tôi đã mua 3 bản mà 2 bản tận bạc, hy vọng game này sẽ không lộ vốn. Hả? Sao lại thế này chứ? Mình đã phát cạn đầu đỡ ốc để khuyên họ nghĩ game này. Bây giờ lại thành chủ đề hóa như vậy sao? Như vậy hợp lý ư? Như vậy có hợp lý sao? Hợp lý ư? Thua tôi cũng bó tay. Có người nói rất thích lời bộc bạch. Được, để thoát lòng các người, ngày mai mình sẽ giữ minh lượng debot làm thần tượng hư cấu. Phong cách không tệ, cách chơi còn tốt. Nghĩ cái lời bộc bạch khiến cho người ta chán ghét kia cũng trở thành tông điểm. Còn tổng kết kinh nghiệm cái quá gì đó đi. Game này làm theo ý mình, nhưng mà lại hoàn hảo, không có khuyết điểm gì cả. Cả phong cách lất comedy nữa chứ. Ngày 19 tháng 4. Anh Bảo, kết quả kiểm tra sức khỏe của anh thế nào? Con tạm, dạ vậy có chút vấn đề. Bác sĩ nói tôi đã thức thầu đêm, lại còn ăn uống không điều độ. Còn anh Hoàng thì sao? Tôi thì gà nhì mỡ nhẹ, huyết áp thì cũng hơi cao, nhưng không có vấn đề gì lớn. Nghe nói năm sau mỗi năm đều phải kiểm tra một lần, và lại cũng không thể để không đến. Anh Bảo, anh không thể suy nghĩ như vậy được. Kiểm tra sức khỏe là một chuyện tốt mà. Lần này không phải kiểm tra thì tôi cũng không biết là mình bị gan nhiễm mỡ đâu. Sau này ăn uống phải chú ý hơn nhé. Nhất Quần à, cậu thì sao? Tôi vẫn ổn, chỉ là dạ dày có chút vấn đề, giống như anh Bảo. Trước đây khi chúng ta còn ở Thương Dương phải thường xuyên thức khi tăng ca, ăn uống thì không điều độ. Có những bệnh này cũng bình thường thôi. Sau này chú ý ăn quen ăn uống, điều chỉnh lại là được rồi. Vẫn là Đàn Đạt tốt nhất, vừa câu đẩy lại cái kiểm tra sức khỏe cho chúng ta. Bùi Tổng đúng là ông chịu tốt mà. Lời này thì không cần phải nói rồi. Chiều nay được nghỉ có đúng không? Đúng vậy, mọi người tự gọi xe về đi nha, công ty trả tiền. À được, vậy tôi đi trước đây, đi cùng nhau đi. Nhất Quần đi. Dù của tôi đỡ quên ở bệnh viện rồi. Không còn đợi đâu, các anh đi trước đi. May quá, vẫn còn. Chào anh, xin hỏi anh là nhân viên của Đằng Đạt sao? Xin chào, tôi là hội nghị phóng viên của Du Lịch Thời Hoàng. Gần đây chúng tôi muốn viết một bài phỏng vấn liên quan tới game của Đằng Đạt. Không biết anh có thể chấp nhận phỏng vấn không? Sao cô lại biết tôi là nhân viên của Đằng Đạt? Có một người bạn làm trong bệnh viện của ấy nói hôm nay nhân viên của Đằng Đạt sẽ đến kiểm tra sức khỏe, nên tôi mới nhanh chóng tới đây. Xin lỗi, công ty của chúng tôi có quy định không được tiết lộ danh tính của ông chủ, cũng không được tiết lộ những ưu đãi và tiền lương cụ thể, nên mong cô tìm người khác đi. Đi đã. Anh không cần phải tiết lộ danh tính của ông chủ, cũng không cần phải tiết lộ những ưu đãi và tiền lương. Anh trả lời một cách mơ hồ cũng được mà. Cô yêu nghề quá rồi nhỉ? Còn làm đến như vậy không? Đan Đan là một công ty game bình thường thôi, sao lại phải tiếp nhận phỏng vấn này? Vậy không được, tôi vì sự phát triển lành mạnh của ngành game trong nước nên mới đến phỏng vấn mà. Sao lại nói như vậy? Trước đây, ngành game ở trong nước vẫn luôn bị người chơi chỉ trích rằng game được làm rất cầu thả. Người làm game thì thiếu sự sáng tạo, chỉ biết nghĩ tới tiền. Tôi thân là một nhân viên truyền thông trong game thì cũng cảm thấy rất buồn vì việc này, nhưng mà lại bất tầm tâm. Cả điều sự xuất hiện của Đan Đa khiến cho tôi đã nhìn thấy một công ty game hoàn toàn khác. Anh có hiểu không? Mọi việc chính là như vậy đó. Hôm qua tôi đã nói là sẽ suy nghĩ thầm. Anh Bảo à, Anh nghĩ tôi nên nhận buổi phỏng vấn này không? Tôi nghĩ là có thể nhận buổi phỏng vấn này. Nhưng mà chẳng phải là Bùi Tổng đã nói rõ ràng rồi sao? Không được tiết lộ thân phận của anh ấy, cũng không được tiết lộ về ưu đãi và tiền lương cụ thể của công ty sao? Cậu đừng có cân nhắc như vậy. Phải biết rằng lý giải dùng cụ y thuật thực sự của Bùi Tổng, dùng ý thực sự của Bùi Tổng ư? Vì sao Bùi Tổng lại không cho chúng ta tiết lộ thân phận của anh ấy? Bởi vì Bùi Tổng là một người khiêm tốn. Anh ấy là một người cho tác game có mị lực. Nếu như công bố thân phận của mình, có lẽ người chơi sẽ không tập trung vào game nữa, mà là tập trung vào anh ấy. Giờ anh ấy không hy vọng người chơi biến thành fan não tàn chỉ biết idol, mà hy vọng có thể thoát khỏi mị lực của anh ấy để đánh giá game một cách khách quan và công bằng. Vậy vì sao Bùi Tổng cũng không cho chúng ta tiết lộ những ưu đãi và tiền lương của công ty? Thì như tôi, Bùi Tổng đang lo nghĩ cho môi trường của ngành game trong nước. Chúng ta đã biết những ưu đãi và tiền lương hiện tại của Đằng Đạt rất hiếm có, nhưng mà công ty khác đều phải thua rất xa. Còn nghĩ xem nếu như tiền lương bên chúng ta mà lỗ ra ngoài thì sẽ như thế nào? Nếu như vậy thì những người giỏi đều sẽ chạy ập đến đi làm, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Dục tốc bất đạt. Nếu như bây giờ ưu đãi và tiền lương cao ngất ngưỡng của Đằng Đạt được công bố, thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đến nhân viên của những công ty khác. Từ đó thì ảnh hưởng đến môi trường chung của ngành game ở trong nước. Như vậy sẽ phản lại tác dụng. Tôi hiểu rồi, nếu như nhìn xu thế lớn của ngành game đều sẽ dần dần tiến bộ hơn bởi sự ảnh hưởng của Đằng Đạt. Nhưng mà bây giờ hiển nhiên vẫn còn quá sớm. Ăn cơm thì phải ăn từng miếng, đi từng bước, đi đường phải từng bước. Đúng vậy, cho nên cậu đã nhận buổi phỏng vấn này đi. Bùi Tổng chỉ nói cho chúng ta tiết lộ về ưu đãi và tiền lương của Đằng Đạt, nhưng mà ngồi những vấn đề này của Đằng Đạt vẫn còn nhiều thứ hay ho khác mà. Thân là một công ty game, chúng ta còn có những tiếng thu người tài hút. Tôi cảm thấy Bùi Tổng sẽ không loại trừ điểm này đâu. Tôi hiểu rồi anh Bảo, nhất định phải hoàn thành buổi phỏng vấn này cho thật tốt. Hệ thống chiếm đoạt tài sản. Nhiệm vụ đặc biệt trong tuần, bất kỳ một cửa hàng nào đối với quyền sở hữu của công ty đã được khu vực trung tâm thành phố dù xung quanh trường đại học đã hoàn thành. Phân thưởng hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt dựa trên số tiền ban đầu được quy đổi, tăng 10% ngoài ngạch. Đang lễ theo cơ hoạch, như kế hoạch thì đã hoàn thành được mục tiêu bị lộ vốn rồi. Ai ngờ người chết tức game đã bắt đầu thu lời chưa? VAT lại còn cách thời gian dự đoán của mình một tuần thì lại sẽ thu về thêm một khoảng 1 triệu tệ. Cũng có nghĩa là tài sản của hệ thống còn khoảng 3 triệu tệ. Sau khi bỏ 1 triệu tệ đầu tư thì có thể quy đổi thành 2 vạn tệ. 3 tháng mở có 2 vạn tệ, bên mua 1 tháng kiếm tầm 7.000 tệ. Được rồi, cũng coi như là không ít lắm rồi. Bùi Tổng, vào đi. Bùi Tổng à, tôi đến báo tin mừng đây. Hả? Cô sống từ ngày của Bùi Tổng mùa thứ 3 phát sóng trên đảo Iceland đã được 3 tập thì đã được 1 triệu view rồi. Theo như thỏa thuận thì đảo Iceland sẽ trả cho chúng ta hơn 53 vạn hiện tại đã chuyển vào tài khoản. Đợi khi phát sóng hơn 10 tập thì con số có thể tăng lên tới gấp 3 đến 4 lần. Bùi Tổng à, tôi sẽ chuyển số tiền khoản này vào tài khoản của Đằng Đạt, sau đó để cho anh phần chia nhé. Chuyển tiền bạc thì hãy khoản gấp đã, chúng ta cứ từ tính. Hình như liệt của Bùi Tổng đã uống hết rồi à. Tuần trước phát sóng 3 tập 53 dạng, tuần này 4 tập, tính ra khoảng là 70 dạng. Cũng có nghĩa là từ trước khi hình toán, bên Studio Phi Hoàng sẽ thu về 120 dạng. Studio Phi Hoàng là toàn bộ vốn của công ty. Nếu như đem hết toàn bộ chi vật tài khoản của Đằng Đạt thì lần này thanh toán sẽ quy đổi thành khoảng 1 vạn vào tài sản cá nhân. Nhưng còn lần sau, bây giờ quy đổi 1 vạn tệ thì tương đương mỗi tháng sầu đâu phải tới 1 triệu tệ. Tuyệt đối không thể làm như vậy. Lợi nhuận của Studio Phi Hoàng chỉ làm 4 phần. 50% giữ cho hoạt động thường ngày của Studio và đến sau này dùng tới. Cậu và Châu Tiểu Sách là người phụ trách thì mỗi người lấy 10%. Những nhân viên cốt khác thì lấy 10%, còn lại là 20% độc lại. Bùi Tổng à, làm như vậy không hợp lắm đâu, tí đối là không hợp. Bùi Tổng rộng lại quá rồi. Hai người khởi xuống mỗi người 10%, cố cán 10%. Cái này tính là tiền thưởng cho Studio Phi Hoàng cũng đã vượt quá mức tiền phân chia cho công ty nguồn rồi. Nếu như không phải hệ thống không cho phép thì ngay cả 5% này mình cũng không thèm đâu. Nhưng mà chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Không chỉ vậy thì tất cả nhân viên đều phải tăng lương cơ bản, cũng phải được nhận đầy đủ. Được, thưa Bùi Tổng. Vậy con phải vì gì không? Mau đi đi, chớ xóa tôi 2 lần rồi. Tôi còn phải tươi cười mà khen cậu phiền thật chứ. Đúng rồi Bùi Tổng mà, trước mắt thì chúng tôi đang chuẩn bị khai máy cuộc sống thường ngày của Bùi Tổng. Mùa thứ tư anh thấy tôi chỉ không tham diễn nữa đâu. Bao mùa đầu vì thấy các cậu mới bắt đầu nên mới tham gia giúp đỡ. Còn muốn dụ tôi quay mùa thứ tư à? Không thể nào tiếc nuối được, không thể nào. Bây giờ Studio Phi Hoàng đã đi vào nề nếp rồi. Chỗ tôi cũng rất bận nên tôi sẽ không tham gia diễn nữa. Bùi Tổng thấy bọn mình mới bắt đầu nên sang giúp đỡ thì chỉ lấy được một ít tù là, nhưng lại rất nghiêm túc. Cùng bọn mình quay hết 3 mùa. Cuộc sống thường ngày của Bùi Tổng hoặc như vậy đều là nhờ có Bùi Tổng. Nhưng Bùi Tổng mà, nếu như bộ phim ngắn này không có sự tham diễn của anh thì coi như đã mất đi hồn phim rồi. Các cậu nghĩ như vậy không đúng rồi. Phải biết bước khỏi vùng an toàn chứ. Bước khỏi vùng an toàn, tiếp tục quay mùa từ từ quả thực là có thể kiếm được tiền. Nhưng cậu đừng quên rằng 1 triệu tiền mà tôi chất cậu là tiền gì? Là tiền vốn ước mơ. Chẳng lẽ ước mơ của cậu chỉ đến bước này tôi sau? Ước mơ của cậu chỉ là quay một bộ phim ngắn để được triệu view tôi sau? Phải biết bước khỏi vùng an toàn, thử thách chính mình. Đấy chính là ý nghĩa tồn tại của tiền vốn ước mơ. Tôi hiểu rồi Bùi Tổng. Tôi đi trước đây, cảm ơn Bùi Tổng đã chỉ dạy. Quyết không phụ lòng. Cuối cùng giải quyết xong. Nếu như còn quay thêm mùa nữa thì kiếm tiền được từ mỗi mùa sẽ không phải chỉ có 2 triệu từ đầu. Vậy mình sẽ không chèo chống nổi nữa rồi. Lỗi làm sao nữa? Bùi Tổng mà, báo cáo kiểm tra sức khỏe đã có rồi. Đất có bạn giàu đúng như anh nói. Mời anh xem qua trước. Đây là đến trên bàn đi. Trên lý tầng à? Nói sơ qua vừa lần kiểm tra sức khỏe này kết quả thế nào? Nhìn tổng thể thì kết quả sức khỏe hay kiểm tra lần này rất tốt. Khoảng 70% nhân viên của công ty chúng ta có các triệu chứng sức khỏe ở mức nhẹ. Các vấn đề thường thấy về đường tiêu hóa, gan mỡ nhẹ, thừa còn huyết áp cao và đi máu, vân vân mây mây. Còn có một số người gặp phải vấn đề nghiêm trọng hơn và cần dùng thuốc để điều trị. Nghiêm trọng nhất là chú bạn có một khối u lành tính, còn phải làm tiểu phẫu thuật. Nhưng mà trên cơ bản thì không có nguy hiểm. Tiểu phẫu thuật này tốn bao nhiêu tiền? Trước mắt thì chưa rõ, có điều nhiều nhất chắc khoảng 2 đến 3 vạn. Bùi Tổng đừng lo lắng cho vấn đề sức khỏe của các nhân viên sẽ ảnh hưởng tới công việc sao? Nhưng mà số tỷ bình quân của nhân viên công ty chúng ta dưới 27 tuổi sức khỏe đều rất tốt. Tuy có một số vấn đề nhỏ nhưng mà điều chỉnh một chút là được, sẽ không ảnh hưởng tới công việc đâu. Hệ thống tai nạn nghề nghiệp có được thanh toán theo tiêu chuẩn nào? Hệ thống chia đòi tài sản thương tật liên quan đến công việc có thể được coi là phạm trù tai nạn nghề nghiệp, và phần ngoài bảo hiểm y tế được phép hoàn trả đầy đủ. Trường hợp bị thương và tàn tật nghiêm trọng liên quan tới công việc thì sẽ bồi thường theo quy định của pháp luật. Bất kỳ thương tích nào có liên quan tới công việc cũng đều có thể coi là tai nạn nghề nghiệp à? Vậy giống như là mô đỉnh ARM, căn cơ thắt lưng, thoát vĩ, địa điểm thắt lưng, các vấn đề về hệ tiêu hóa đều có thể coi là tai nạn nghề nghiệp nhỉ? Toàn bộ đều tính vào chi phí tai nạn nghề nghiệp thì mỗi người đều sẽ tốn mấy nghìn tệ. Vậy chẳng phải lấy cái thơm chi thơm thứ 2 đến 30 vạn rồi sao? Thì số tiền này không nhiều nhưng mà cũng là một hướng đi mới. Báo mọi người 3 giờ đến phòng họp hội nghị. Gọi cặp Má Dương và Hoàng Tử Bác luôn đi. Được thưa Bùi Tổng, vậy nội dung họp lần này là gì? Cần nhân chúng bàn bạc về vấn đề thanh toán chi phí tai nạn nghề nghiệp của mọi người. Hả? Tai nạn nghề nghiệp á? 3 giờ chiều ngày hôm đó. Cảm ơn. Bùi Tổng đột nhiên mở hộp, chẳng lẽ là muốn làm dự án mới ư? Tôi cũng không biết, nếu như muốn làm dự án mới thì lúc đâu còn phải anh Hoàng và anh Mã đến đây làm gì? Tôi đã xem báo cáo về sức khỏe của mọi người rồi, tình hình không lạc quan cho lắm. Mọi người quá lơ là với sức khỏe của mình rồi. Tôi đã sống với nói với mọi người đừng có tần cà, bây giờ sinh ra nhiều bệnh ngồi nghiêm chứ tới đây đi. À đâu có gì tào thác nhỉ, mà huyết áp hơi cao của chúng tôi mà. Gan nhiễm mỡ nhẹ, béo thì phi nhẹ với lại MARM. Sao nghe giọng điệu của Bùi Tổng làm như bọn mình sắp chết tới nơi vì ta. Bầu Hút, có phải do vậy của cậu có được khỏe không? Nhất định là do tăng ca ăn nhiều rồi, ăn uống không điều độ mà ra. Rõ ràng là phát bệnh do sinh nghề nghiệp, phải điều chỉnh lại. Ngoài trợ cấp từ bảo hiểm y tế, mọi chi phí chữa trị đều sẽ do công ty chi trả. À trợ tí tần, lát nữa cô đi nói với bệnh viện báo bọn họ tư vấn phương án chữa trị tốt nhất cho cậu ấy. À vâng thưa Bùi Tổng. Hả, phương án chữa trị tốt nhất á? Mình chỉ là dạ dày không khỏe thôi mà, ăn uống không tiêu mà thôi. Có còn phải dùng phương án chữa trị tốt nhất gì chứ? Thuốc thực phẩm ăn mảnh dễ tiêu sao? Còn có những người khác nữa, ví dụ như là Mã Nhất Quần. Cậu cũng bệnh mất dạ dày có đúng không? Tính luôn cả cậu vào luôn. Hả? Sẽ chứ nữa thì quên mất. Bầu Hút, gần đây cậu rụng tóc hơi nhiều rồi đó. Đây là vì phải tăng ca nhiều, cũng thuộc về bệnh do nghề nghiệp. Lát nữa hãy đến bệnh viện kiểm tra đi, phải để tóc mọc lại như bình thường. Hoàng Tử Bác, bệnh gan nhiễm mỡ nhẹ của cậu cũng phải điều chỉnh cho hợp lý. Còn nữa, mặt cậu chảy nhiều dầu rồi, sắc mặt không được tốt. Đấy nhất bệnh là vì làm việc quá mệt, thuộc về bệnh do nghề nghiệp rồi. Bùi Tổng Hà, là do trước khi đến tôi quên rửa mặt mà thôi. Nhưng mà bệnh về mặt này sẽ gây ảnh hưởng tới hình tượng của công ty. Còn tranh thủ đi chăm chút diện mạo công ty sẽ thành toán. Tiểu Lỡ, tôi thấy báo cáo kiểm tra sức khỏe hình như là ghi là cậu bị đờm mãn tính. Chắc chắn là do cậu phải lộn tiếng quá mệt rồi. Cậu không cần lo lắng, để tôi thuộc bệnh với nghề nghiệp. Công ty sẽ thanh toán chi phí để cho cậu được chữa trị tốt nhất. Ngoài ra cũng có rất nhiều người bị mốt am nhỉ, quá ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc rồi, tranh thủ chữa trị đi. Còn cái chiều mình, vấn đề của cậu là nghiêm trọng nhất. Hả? Khối u còn phải làm tiểu phẫu thuật. Cái điều cậu không cần lo, ngồi trợ cấp bảo hiểm y tế, công ty sẽ thanh toán mọi chi phí. Bệnh của cậu sẽ thuộc về làm việc quá sức mà gây nên, mấy hôm nữa sẽ đưa cậu đi chữa trị. Cậu nhất định phải làm nhanh chóng khởi lại, cái biết chưa? Tiêu trừ cậu có khối u sao? Sao cậu không nói sớm? Đúng vậy, chuyện lớn như thế này mà sao lại cậu gánh vác một mình chứ? Tiêu trừ đừng có sợ, vì chúng tôi sẽ đứng về phía cậu ủng hộ cậu. Khi nào bắt đầu chữa trị, có cần nằm viện không? Chúng tôi nhất định sẽ thường xuyên tới khám cậu. Khối u của tụi là lành tính mà, trong thời gian ngắn có phẫu thuật hay không đều không bị gì cả, chẳng ảnh hưởng gì đâu. Với lại khối u này hình như gọi là mô thừa, chỉ hơn có 5mm thôi. Dưới 4mm bệnh viện còn không nhận chữa trị nữa là. Mọi người nghiêm túc chút đi. Sức khỏe của các cậu không chỉ thuộc về bản thân, bởi vì nhân viên cũng là tài sản của công ty. Nếu như đã ký hợp đồng lao động thì công ty phải phụ trách sức khỏe của các cậu. Cô Mai Dường và Hoàng Tử Bác, lát nữa hai người cậu ấy thống kê lại tình hình sức khỏe của các nhân viên bên tiệm net Studio Phi Hoàng, còn dựa theo tiêu chuẩn này mà làm. Được thưa Bùi Tổng. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu về phúc lợi mới của công ty. Trước tiên là về tai nạn nghề nghiệp. Phạm là vấn đề về sức khỏe liên quan tới công việc thì đều được tính vào tai nạn nghề nghiệp. Ưu tiên cho bảo hiểm y tế, những khoản mà bảo hiểm y tế không rõ hỗ trợ được thì công ty sẽ chi trả, còn với cụ thể thì chúng ta sẽ tính sâu. Ngoài ra trên đi tầng là một thể tập gym theo năm cho toàn bộ nhân viên, mỗi tháng mua thêm 8 tiết gì riêng, phải đến phòng gym 2 tuần một lần. Vậy được thưa Bùi Tổng. Còn với vấn đề ăn uống thì rất nhiều nhân viên trong công ty của chúng ta mắc bệnh dạ dày, chủ yếu là do ăn uống không điều độ. Mà Dường bên tiệm nét chẳng phải là có một đầu bếp rất giỏi hay sao? Tiến thầm hai người đi. Chú ý con bà dinh dưỡng, mỗi trưa hãy chuẩn bị thức ăn, sau đó đúng giờ thì cho người đem đến công ty sẽ lo việc ăn uống. Vâng thưa Bùi Tổng. Còn nữa, tôi cảm thấy để đảm bảo sức khỏe cho nhân viên chúng ta cần tìm một chuyên gia dinh dưỡng. Trở đi tầng, cô hãy ghi chép lại, sau đó thì đi tìm người thích hợp. Vâng thưa Bùi Tổng. Đi rồi, hôm nay nói đến đây thôi, mọi người tán hợp. Hệ thống hoàn toàn không ngăn cản mình, lần này phải tiêu mất ít nhất phải năm mươi mấy vạn rồi. Xem ra tuần này không ổn lắm, nhưng mà con đường tương lai vẫn còn rất tươi sáng. Bùi Tổng cảm động quá đi. Thế trên đời này lại có một ông chủ xem trọng sức khỏe của nhân viên tới như vậy kìa chứ. Đúng là không thể tin nổi. Mình phải thể hiện thật tốt trong buổi phỏng vấn ngày mai mới được. Nhất định phải để cho tinh thần của Bùi Tổng đã được lan tỏa đến mọi người. Ngày 20 tháng 4. Vậy chúng ta bắt đầu bây giờ nha. Trước tiên tôi hỏi anh gia nhập Đằng Đạt bao lâu rồi? Cô thế thì phụ trách những công việc gì? Tôi đã gia nhập vào Đằng Đạt được 1 tháng rồi, chủ yếu là chỉ học tập thôi. Hả? Học tập á? Ông có thể nói rõ hơn không? Đằng Đạt chuyên làm những công việc như thiết kế trình độ cao. Người mới sẽ không có gì để tham gia làm việc cùng, chỉ có thể học hỏi học tập. Mỗi ngày tôi đều rất áp lực, phải học tập ý tưởng thiết kế kèm của Bùi Tổng và phải học hỏi cách tiền mũi, cách dễ hiểu, những dụng ý mà Bùi Tổng ám chỉ. Nói ra thì rất là xấu hổ, cho đến tận bây giờ tôi vẫn phải nhờ cá tiền bối chỉ dạy thì mới hiểu được những nội dung dụng ý của Bùi Tổng. Vậy chúng ta bàn về người chế tác game đang hot gần đây đi. Dòng game này đã sử dụng hoạt động tuyên truyền nghệ thuật kiểu đây là phương án mà quý công ty đã nghĩ sẵn từ trước sau. À không, trên thực tế thì tất cả mọi người đều không biết gì cả. Là Bùi Tổng đã quyết định chọn hoạt động tuyên truyền kiểu nghệ thuật từ trước nhưng lại giấu mọi người. Nói ra thì rất dốc xấu hổ. Từ đó chúng tôi ở chẳng giúp được cái gì. Vì có thể nói chi tiết về ông Bùi Tổng của các anh hơn không? Nếu như mình đoán không làm thì đây là một công ty khảo báu, là một ông chủ uy báu. Bùi Tổng là một nhà thiết kế thiên tài. Đôi lúc Bùi Tổng chỉ ra vài phương án đơn giản thôi, chúng tôi sẽ dựa theo đó mà làm. Vì vậy mà đã có thể tạo ra một dòng game đặc sắc rồi. Ví dụ như là Pháo Đài Trên Biển. Đôi lúc Bùi Tổng sẽ tự nhiên mình nghiên cứu, cải thiện từng chi tiết và mài dũa đến từng mức tối ưu nhất. Ví dụ như là người chế tác game. Với lại Bùi Tổng còn mang một mỹ lực riêng. Lão Đại, Nguyễn Hoàng Kiến và ấp chủ Kiều Lão Sư đều là gia hữu của Bùi Tổng. Tình hôn nghị giữa họ không bị đồng tiền xen vào. Bùi Tổng là thiên tài cô độc. Lý tưởng của anh ấy đã vượt qua cả thời đại, nên Bùi Tổng luôn bị người khác xuyên tạc. Nhưng Bùi Tổng không hề để tầm, vẫn liên tục vượt lên chính mình. Mặc dù trong lời nói tôi mà ý khen ngợi, nhưng đây là một cuộc phỏng vấn ẩn danh. Chứ dù những lời này truyền đến tai Bùi Tổng thì anh ấy cũng sẽ không biết mình nói ra. Vì vậy đây đều là những suy nghĩ thật sự của Mã Nhất Quần. Ông chủ và nhân viên hòa thuận như vậy đúng là chưa thấy bao giờ. Trước đây khi phim ngắn Cuộc Sống Thường Ngày của Bùi Tổng hót lên, hình như có dùng đến một số tư liệu của Đằng Đạt, xin hỏi giữa đồ bền và quan hợp tác sao? Thực ra thì những điều này đều có thể xét ra được. Cuộc Sống Thường Ngày của Bùi Tổng là bên Studio Phi Hoàng chế tác, mà Studio chính là công ty con của Đằng Đạt. Quả nhiên cũng có nghĩa là phim ngắn này hot lên một phần đều là dựa vào kinh nghiệm thực tế của Bùi Tổng, có đúng không? Xin lỗi, cái này tôi không nói được. Nó có thể làm lộ thông tin của Bùi Tổng. Vậy được. Câu hỏi cuối cùng, anh cảm thấy nếu như điểm tuyệt đối là 100 thì Bùi Tổng là một ông chủ đã được bao nhiêu điểm? Có thể trên thế giới này có một vài ông chủ sẽ đạt tới trên 10 điểm. Ví dụ như là đầy đủ lương tăng ca và công ty rất nhiều phúc lợi vân vân và mây mây. Nhưng mà Bùi Tổng có thể đạt tới 200 điểm. Tôi chỉ có thể nói rằng trước đây khi đến Đằng Đạt có người nói với tôi trên thế giới này có một ông chủ như là Bùi Tổng thì tôi tuyệt đối sẽ không tin đâu. Ngày 22 tháng 4. Làm sao đây? Chắc không phải Bùi Tổng lại nổi hứng đến hỏi tôi mình được chưa? Anh Mã Hà, anh quan hệ với Bùi Tổng tốt như vậy, hay là anh nghĩ cách đi? Cậu yên tâm đi, việc này cứ để tôi. Dù cái tiệm nét không trụ được nữa thì dựa vào giao tình giữa tôi và anh Khiêm thì cũng sẽ giúp cậu sắp xếp chuyển tới nơi khác. Nói ra thì lần này chúng ta quá thật là có hơi mất mặt. Hoàng Tử Bác có thể quay đưa bộ phim ngắn triệu view thì đã định. Không ngờ ngay cả Lữ Minh Luận cũng không chế tác ra dòng game hot. Chỉ có mỗi chúng ta vẫn là đang lộ vốn. Ui, khó chịu thật. Anh Mã Hà, không phải tôi muốn đổi thừa, nhưng mà chúng ta đã từng nghĩ ra cách rồi, chỉ là Bùi Tổng không đồng ý mà thôi. Vậy cậu nghĩ xem, như vậy là sai rồi, cậu sẽ ủng hộ Từ Bác đi. Tôi luôn cảm thấy cậu ta chẳng dỗ hơn tôi bao nhiêu, nhưng mà chuyện lần này người ta làm quá thật là rất tốt. Tập 59. Anh Kim cho phép họ dùng những quảng cáo thấp kém để kiếm lợi, nên người ta vẫn luôn cố gắng up video trên OnFadian. Nhưng mà mùa thứ 3 vừa chiếu độc quyền trên đảo Iceland thì đã lấy lại được vốn. Anh Mã Hà nói đúng. Như vậy xem ra tôi quả thực là đang đùn đầy trách nhiệm. Tiệm nét là đã vốn lỗ liên tục rồi. Bùi Tổng nhất định suy nghĩ cách chấn chỉnh lại, đến lúc đó sẽ khiển trách và chỉnh đốn nhân viên. Mã Dường quan hệ tốt với Bùi Tổng như vậy, nhất định là cột sau. Chỉ có mình là chiều và thôi. Anh Khiêm, em biết lần này anh rất khó xử, nhưng mà anh giao tiệm nét cho em quản lý thì lỗ vốn đương nhiên là giảm gánh vác trách nhiệm rồi. Lần này em có thể chủ động từ chức, nhưng Trường Nguyên là một nhân viên có bản lĩnh, anh nhất định phải tiếp tục trọng dụng cô ấy. Hả? Anh khi mà tiêm nét kinh doanh tôi lỗ là trách nhiệm của em. Điều này trong lòng em tự hiểu rõ. Thì là chúng ta quá hợp tốt, nhưng mà công ty không thể vì em mà phế được. Anh phế bình em đi. À, dừng lại, Lão Mã à. Cậu đã nói cái gì vậy? Trong số mọi người thì tôi yên tâm về cậu nhất. Cậu quả nhiên là cũng không làm tôi thất vọng. Tôi nói cậu nghe, thì trước mắt tiệm nét đang là trạng thái lộ vốn, nhưng mà địa vị của cậu trong công ty còn quan trọng hơn hai nơi còn lại kia. Ôi anh Kiếm, Trường Nguyên, cậu cũng qua đây. Mình vốn là tưởng bà Húc và Hoàng Tử Bác đáng trọng dụng, nhưng mà bây giờ mới phát hiện hai người này là một người gà, một người hay chơi mình. Bùi Tổng, hiện tại thì hai người cái cậu chính là người đáng trọng dụng nhất đấy. Nghĩ kỹ lại thì từ khi mình tiếp nhận hệ thống sáng lập ra Đằng Đạt thì nơi thua lỗ duy nhất chính là cái tiệm nét nhầy. Cái đó Bùi Tổng à, các cậu đã làm rất tốt, nhất định phải tiếp tục kiên trì. Tháng sau tôi sẽ đến những nơi khác của Kinh Châu đã mở quán nét. Các cậu chuẩn bị cho kỹ, trước đây chỉ là diễn thử thôi, kết chính còn đáng ở phía sau. Quán nét mỗi tháng thua lỗ 30 vạn, với lại 3 triệu tiền vốn thì không lấy lại được. Nếu như vậy, có 10 tiếng nét thì sao chứ? Chẳng phải chỉ lỗ đến mà hất đất luôn hay sao? Anh khi mà biết đến nước này mà anh vẫn tin tưởng em như vậy, em thực sự nhờ lại tôi luôn gửi gắm hy vọng này các cậu. Trước này chưa hề thay đổi. Mỗi tháng mà lỗ tới 30 vạn thì sao? Chỉ là số tiền nhỏ mà thôi. Hiện nay Đằng Đạt đã phát triển, giữ tiền nhiều như vậy thì cũng đâu có tự sinh ra tiền, chỉ còn chúng ta sử dụng cho đúng là được rồi. Vẫn như trước đây, tiệm nét giữ vị trí quan trọng nhất của Đằng Đạt, vì tôi xem trọng nên mới dám giao cho người thứ hai quản lý. Bây giờ cái cậu hãy quên sạch những lời lỗ đi, cứ yên tâm mà làm việc. Vẫn là câu nói đó, lỗ bao nhiêu tiền thì cứ đã tôi lo. Hai người tuyệt đối đừng có áp lực tâm lý. Ta đảm bảo với mọi người, dẫu tiệm nét có thua lỗ thế nào, tôi cũng tuyệt đối không đào thải ai. Lần này tất cả nhân viên đồng quán nét tận 30% lương. Mong mọi người hãy tiếp tục nhiệt tình phục vụ mỗi một người khách nhé. Tháng sau tôi sẽ mở tiệm nét ở Kinh Châu, đến lúc đó thì mỗi người đều chỉ có cơ hội là chủ tiệm. Ôi, cảm ơn Bùi Tổng. Đi rồi, tôi về đây đi. Tiệm nét giao lại cho cậu, tôi rất yên tâm. Bùi Tổng, tôi nhất định sẽ nghĩ cách tuyệt đối sẽ không để thua kém Hoàng Tử Bá đâu. Đúng vậy đó, hôm nay tôi sẽ hát thêm vài bài cố gắng kéo khách vào mua rượu. Hôm nay đến đây thôi, tiệm nét chích là không có vấn đề gì rồi. Nói như vậy thì chắc họ còn cố gắng hơn nhỉ. Vô dụng thôi, hướng đi sai rồi, còn cố gắng tới nào cũng vô dụng. Mức giá và địa chỉ ở tiệm nét vốn đã đuổi mất một phần lớn khách rồi, mà đợi tháng sau khi mình mở thêm một tiệm nét thì mình sẽ tiếp tục thua lỗ. Như vậy mọi chuyện sẽ chẳng phải là tốt lên hay sao? Sao thế này? Cảm giác hình như không ổn lắm. Hoàng Tử Bác và Chu Tiểu Sách Hai người đó qua đây làm cái gì? Không ổn, rất là không ổn. Mình đã bỏ lỡ chuyện gì quan trọng sao? Người chết từ game hốt rồi thì cuộc sống thường ngày của Bùi Tổng cũng hốt rồi. Mình vừa ở tiệm nít qua đây vẫn đang thua lỗ tốt mà. Đâu có vấn đề gì đâu. Còn cái tin tức xấu hơn sao? Bùi Tổng quay về rồi. Bùi Tổng không ngờ anh lại lật ngược được ván cờ nhanh như vậy. Quả thực là khiến cho người ta không phục sát đức. Đúng vậy, ai mà ngờ được chỉ có một câu dặn dò tuy tiên của Bùi Tổng mà lại mang hàm ý sâu sắc tới như vậy. Vậy mâu lập cỡ nắm chất tình thế rồng tay đúng là dành cho Bùi Tổng mà. Tiếp còn công ty game Đằng Đạt thần bí, u bách ngành game trong nước. Hả? May quá trong đây không nhắc tới thân phận của mình và phúc lợi ưu đãi của công ty. Vậy thì bài báo cáo này là sao đây? Có còn vui đến vậy không? Sao vậy? Bùi Tổng à, anh xem bài báo này đi. Bùi Tổng, anh cố ý che giấu thân phận thật của mình và phúc lợi ưu đãi của Đằng Đạt. Đúng là một cách bày binh bố trận a cao minh mà. Người chế tác game đã đạt được danh tiếng tốt ở trong giới hạn game nội địa nhờ vào hoạt động tuyên truyền nghệ thuật và chất lượng làm game siêu cao. Và cuộc sống thường ngày của Bùi Tổng cũng tích lũy được độ hot cao trong danh sách phim ngắn và đã được nhiều người chú ý hơn. Ôi, nhưng mà chúng tôi không thể ngờ đây đều là một phần trong sách lược của Bùi Tổng. Hả? Tại cái nỗi của quá gì đâu. Người chế tác game và cuộc sống thường ngày của Bùi Tổng chính là hai cái ngọn lửa đáng cháy rực đó. Bùi Tổng à, chỉ còn nhẹ nhàng một tàn lửa thôi đã khiến cho chúng nó cháy thành một đám lửa lớn, càng cháy thì càng mạnh. Tàn lửa nhỏ đó chính là cái cách mà bày bừa bố trận lúc trước. Sau khi bài báo được up lên thì các người chế và khán giả theo dõi phim ngắn đã bắt đầu có hứng thú với công ty của chúng ta. Tôi muốn đến công ty của Bùi Tổng qua, tôi cũng vậy. Hả? Đầu đứng cộng 2. Chú đờ game Đằng Đạt đã lên hot seat về bột rồi. Một lượng lớn người qua đường đầu đang bị thu hút vào một phần thì bị thu hút sang game, phần còn lại thì theo dõi phim. Hai ngày gần đây thì độ hot của game đều đang tăng lên. Ngay cả xa lụa sa mạc cô độc cũng trở dần hot trở lại. Mà bên phim ngắn cũng càng dữ dội hơn. Mỗi tập bình quân đều tăng lên 20 đến 30 vạn view. Thế là Bùi Tổng đã chợt sự nghiệp trở thành mà đắp bãi rồi. Bây giờ rất nhiều người đang hỏi ông chủ của Đằng Đạt có phải là Bùi Tổng giống như là Bùi Tổng trong phim ngắn hay không? Đợi đến ngày thân phận thật của Bùi Tổng được tiết lộ ra thì chẳng phải dân tình lại xí dốc vậy sống một lần nữa sao? Bùi Tổng khi nào mới hoàn quá bơm hốt này đi? Thật khiến cho người ta mong chờ mà. Ý gì đây? Tình hình gì đây? Tôi đã sắp xuống lỗ rồi, kết quả các người lại còn đã mổ tôi lên. Hôm nay là ngày đại hỷ, hay là chúng ta chụp hình lưu niệm đi hả? Ý hay đấy, đúng. Cho bố tấm hình gia đình đi. Nào mọi người đứng nghiêng ngắn đi. Bùi Tổng đứng ở giữa đi hả? Nào cười lên một cái, 1, 2, 3, mọi người cùng chúc mừng nhé. Chúc mừng. Để rồi mọi người cứ tiếp tục chúc mừng đi, tôi có việc phải đi trước đây. Ôi xe tôi nè, tôi chưa xem nữa, nào gửi anh cho nhóm đi. Rửa ra rồi tìm chỗ trèo nha. Nụ cười này của Bùi Tổng sao vậy ta? Sao giống như là đang một chút u buồn. Cuộc họp khẩn cấp hội nghị lần thứ 2. Vốn tưởng bản thân đã đủ tham rồi. Cuộc sống thường ngày của Bùi Tổng kiếm được tiền, người chết tất game cũng kiếm được tiền rồi. Tiền trong hệ thống có thể sai thế nào cũng không hết, còn gì tham hơn nữa chứ. Đáp án là còn. Bởi vì có một bài phỏng vấn và người qua đường cũng bắt đầu hứng thú với Đằng Đạt. Còn tiến tới giúp tất cả game của Đằng Đạt hót lên một lượt nữa chứ. Được rồi, mọi người phấn chấn lên đi. Cuộc đời vốn dĩ là lên vô xuống cho. Các cậu nghĩ kỹ tiếp đi. Dù gì thì kỳ hạn lần này tiền ở trong hệ thống cũng xài cũng hết rồi. Bây giờ kiếm thêm chút thì có thể chuyển sang tài khoản cá nhân một mớ. Nói như vậy nhưng mà đây cũng là quá vô lý rồi. Chẳng lẽ chúng ta dối như vậy? Làm gì mà xuống sẽ ti tiện làm tới này làm cái kia, một chút là thành công ngay. Không thể à? Chúng ta ở trình độ nào bản thân còn chưa rõ hay sao? Đúng vậy. Sắp đến ngày thanh toán đã vào kỳ hạn mới rồi. Vậy nên chúng ta sẽ nhanh chóng suy nghĩ xem bước tiếp theo lên làm cái gì. Mà vấn đề về mặt vận khí thì chắc chắn là vẫn có. Ngoài ra, tôi cảm thấy mấu chốt là game của chúng ta quá khác biệt. Khác biệt đó. Một mặt chúng ta vì muốn đi ngược lại với sở thích thông thường của người chơi, còn đặc biệt là chúng bị chiêu trò. Mặt khác chỉ vì đã tiêu tiền, chúng ta còn là một tài nguyên mỹ thuật chất lượng cao, tăng lượng và phát nhiều phúc lợi tích cực của các nhân viên, cũng vì vậy mà được nâng cao. Thì ra là như vậy. Đồng thế làm như vậy chẳng phải là đã chế tác ra một dòng game mới mẻ chất lượng cao sao? Hả? Vậy thì chúng ta làm game thì nên đi theo phong trào sao? Không được. Đã có rất nhiều người mô phỏng game, có người khác sau khi còn có độ hot game gốc nữa chứ. Ngày 30 tháng 4, ngày thanh toán, Quy Đờm. Hôm nay chúng ta phải dành ra chút thời gian làm rõ vấn đề này. Và trước hết, cần dừng phát hành game mới ngày, không thể mạo hiểm nữa. Lúc trước, từng hứa với người chứ sẽ làm game mới game, tuần này sẽ là mới ngày. Hơi tống chuyển đổi tài sản. Nhiệm vụ đặc biệt trong kỳ hạn bất kỳ một cửa hàng thực tế nào quen thuộc thuộc sở quyền sở hữu của công ty thì cần đạt được ở khu vực trung tâm thành phố hoặc là xung quanh trường đại học. Đã hoàn thành, phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt dựa trên số tiền quy đổi tăng thấp 10% ngoài dịch. Hệ thống chuyển đổi tài khoản ở tài sản đến tính toán đến chuyển đổi tài khoản. Tài sản của hệ thống là 491 dạng, tài sản cá nhân thì 87953 đồng. Không ngờ chỉ dựa vào lợi nhuận mà đã chuyển đổi gần 4 vạn rồi. Đúng là không hiểu nổi cái thế giới này mà. Hệ thống chuyển đổi tài sản. Tài sản hệ thống 500 vạn, tài sản cá nhân 87953,06. Lần này không có nhiệm vụ gì đặc biệt, và lại thời hạn cũng ngắn đi rất nhiều. Vì vậy chẳng phải là áp lực sẽ càng lớn hay sao? Dựa theo kế hoạch ban đầu thì tạm dừng phát hành game mới, bảo lưu mệnh lượng là mới những dòng game cũ, nhất định phải mở thêm nhiều chuỗi cửa hàng. Mọi người chuẩn bị lần nữa tập trung ở phòng hội nghị. Mở hộp ở Bùi Tổng. Nhìn như vậy mà đã chế tác thơm game mới rồi sao? Bùi Tổng. Tháng này vốn ban đầu của hệ thống là 500 vạn, thời gian là 2 tháng. Trước mắt thì mỗi tháng Quỳ Tướng kiếm được 60 vạn. 60 vạn trên tháng. Người chế tác game thì mỗi tháng còn 170 vạn trên tháng. Pháo đài trên biển thì một tháng kiếm 350 vạn trên tháng. Chỉ có mỗi quán nét là lỗ vốn duy nhất mỗi tháng 30 vạn. Đúng là quán nét rất là tốt. Cũng có nghĩa là 450 vạn mà nhân 2 thành 5, cộng thêm 500 vạn là 1.400 vạn. Ui, kỳ hạn này của mình phải đạt tích. Chỉ tiêu thu lỗ 1.400 vạn, mở ra quán nét thì khoảng 300 vạn. Cũng có nghĩa là phải mở ít nhất là 4 quán. Ngoài ra thì bao gồm cả tiền thuê mặt bằng, tiền lương nhân viên và các phúc lợi ưu đãi cộng lại với nhau. Một tháng cũng tiêu tầm khoảng 100 vạn. Bùi Tổng à, xin lỗi nhà, đã đến mọi người đợi lâu rồi. Điều là chúng ta bắt đầu thôi. Sớm chút nữa thì quên mất, cái lần này phải làm mới game cho người chơi, nhất định phải lại thu nhập, phải nghĩ cách giảm lợi nhuận thì mới được. Trước tiên thì chúng ta nói về việc bên chọn ra nhân viên ưu tú nhất. Sau này chỉ cố định bên chọn nhân viên ưu tú 2 lần trên năm, cố định vào ngày 1 tháng 2 và ngày 1 tháng 8. 100 vạn nhân viên ưu tú nhận được 100 vạn người. Còn đứng thứ hai sẽ thực thưởng một chuyến nghỉ dưỡng cơ lượng. Và cơ vịt sẽ làm việc sẽ được nhận, đó sẽ được định kỳ theo hàng là 2 tháng. Còn nhớ đến việc người chơi kịch liệt yêu cầu làm mới các dòng game cũ, ta đã quyết định tạm dừng hoạt động game mới. 2 tháng tới chúng ta sẽ làm mới mấy dòng game cũ để đáp ứng nhu cầu của người chơi. Trước tiên là sa mạc cô độc. Phát triển mô hình vô tận chức năng, liên kết nhiều người chơi và thiết kế bản đồ mới. Sa mạc cô độc bán diary đến giới là 1 tệ. Quỳ vườn mở bán một bộ vỏ tương mới đến giới là 5 tệ. Pháo đài trên biển mở bán một vũ khí sử dụng thì mới, vẫn là giá cũ 888. Mỗi tháng giới hạn mở bán 500 bản. Người chế tác game mở bán quỳ gói âm thanh và giao diện mới đến giới là 5 tỷ. Hả? Không nghe làm giật rẻ như vậy sao? Vậy có lấy lại được vốn không? Nghi ngờ của vị tướng và người chơi tắt game lấy đích thần lão đại Nguyễn Hoàng Kiến làm ra. Chứ dù là quan hệ giữa Bùi Tổng và lão đại kết thúc đến đầu thì cũng là phải tính toán rõ ràng chưa. Mà bộ khí sự thì mới của Pháo Đài Trên Biển mỗi tháng giới hạn 500 bản. Vậy chẳng phải là mỗi tháng nhiều nhất chỉ kiếm được 20 vạn thôi sao? Quả nhiên chỉ có Bùi Tổng mới có thể nghĩ ra, mới có thể quả quyết như vậy. Đây đã là mức giá thấp nhất mà hệ thống cho phép rồi. Được rồi, Lữ Minh Luận đã là người đứng đầu sắp xếp công việc cụ thể. Mọi người tan họp, phải đến chỗ Mã Dường sàn thử cố gắng tranh thủ chỗ địa điểm mở tiệm và bắt đầu sửa tràn trước 1 năm. Bùi Tổng à, tôi có thể nói chuyện với anh chút không? Đây rồi, vào phòng làm việc của tôi rồi nói. Nào ngồi đi, có chuyện gì? Bùi Tổng à, là như vậy, tôi có một người bạn gần đây ít gặp chút khó khăn. Người bạn này của cậu có phải chính là bản thân cậu không? Không sao, gặp khó khăn gì thì cứ việc nói thẳng. Tôi duyệt cho cậu nghỉ phép có lượng 3 ngày, xử lý xong thì mới đi làm cũng được. Không, Bùi Tổng hiểu lầm rồi, tôi xin là bạn của tôi. Anh cũng biết trước đây tôi và Hoàng Tử Bác đều cùng làm việc ở Thương Dương mà. Sau khi Hoàng Tử Bác rời đi, vì thiếu một giám đốc điều hành nên đã tuyển thầm người để thay thế. Gần đây cậu ấy đã thất nghiệp nên để hỏi tôi có thể giúp cho cậu ấy giới thiệu việc làm không? Hả? Thất nghiệp? Không phải là từ chức à? Sao? Người bạn này của cậu lại từ chức? Bùi Tổng, không phải là cậu ấy từ chức mà là bị thất nghiệp. Game Thương Dương sắp sụp đổ rồi. Hả? Game Thương Dương sao lại sụp đổ? Ôi đúng, đã khiến người ta ngưỡng mộ mà. Sao lại sụp đổ được hay vậy? Thực ra sớm đã có đầu mối rồi. Bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái đã có rất nhiều người bên Thường Dường lén đi tìm ở nơi khác xin việc. Tuy nhiên tôi biết Ti Lão Lựu thiết kế trưởng bên đó đã sớm muộn đổi chỗ làm rồi, nhưng mà cô nổi chưa tìm được cơ hội. Sau này Lão Lựu thấy hỏa kỳ lần của Pháo Đài Trên Biển bán được với giá 888 tệ lại rất là được yêu thích, nên cô tổ chức hoạt động mở bán cây kiếm ở trong game với giá 88 tệ. Kết quả bị người ta chửi thờ thảm, không chỉ không kiếm được tiền mà tiếng tâm cũng bị hủy, số người hoạt động ít đi và thu nhập cũng vì vậy mà giảm mạnh. Bây giờ còn chẳng phát nổi lương nữa. Tuần trước thì ông chủ của bệnh đấy đã gọi mọi người tới, bảo họ nhanh chóng đi tìm nơi khác làm việc. Hả? Trong việc này lại có dính líu tới mình. Ngượng mộ quá, xem người ta đi, muốn lố là lố à. Vả lại còn là lố một phát là liền trực tiếp phát sáng luôn. Giờ thì là ngưỡng mộ đi. Đây đã, mình đâu còn phải ngưỡng mộ, mình chỉ cần thu mua lại công ty đó là được rồi mà. Ôi, ngưỡng mộ ông chủ của game Dường Thương Dương làm cái gì chứ? Mình trực tiếp làm ông chủ của Thường Dương thì tốt biết bao. Một công ty đã lỗ sẵn thì mình trực tiếp thu mua lại, vậy chẳng phải là công ty lỗ tiền sao? Bùi Tổng à, tôi biết rằng là chúng ta yêu cầu rất nghiêm khắc về nhân viên. Tôi chỉ hy vọng anh có thể cho người bạn này một cơ hội để cho cậu ấy đến phỏng vấn thử. Cô yên tâm, bạn của cậu sẽ không thất nghiệp đâu. Thật sao? Ý của Bùi Tổng là dù cô ấy không đạt được yêu cầu của Đằng Đạt thì vẫn sẽ giới thiệu công việc khác cho cậu ấy. Cảm ơn Tổng, thật lòng là rất cảm ơn. Vậy tôi đi làm việc tiếp đi. Việc này cậu không còn lo lắng nữa đâu. Đúng rồi, tiến thớ cậu gọi trợ lý Tần đến đi cho tôi luôn đi. Được thưa Bùi Tổng. Bùi Tổng trường nghĩa thật đấy. Đây là đang muốn sắp xếp phỏng vấn ngay vậy. Lên nữa tranh thủ thời gian khảo sát game Thường Dương, sau đó thì báo cáo tình hình chi tiết cho tôi. Có thể tiết lộ một chút thông tin của ông chủ bên đó, nói chúng ta có ý thu mua công ty. Được thưa Bùi Tổng. Có điều theo như tôi được biết thì công ty này làm ăn không được tục lắm. Tôi không để ý tới hiện tại đâu, mà là tiềm năng ở trong tương lai của nó. Mặc nhìn của Bùi Tổng nhất định là không sai. Thời gian khảo sát không bao lâu. Tôi nghĩ thời gian càng lâu thì sẽ càng tìm hiểu kỹ càng hơn. Đến lúc đó thì chúng ta đàm phán sẽ có ưu thế hơn. Với lại đối phương đang trong tình trạng thua lỗ, đúng lúc có thể kéo dài cho thời gian. Như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng ép giá hơn. Hả? Anh nghĩa là phải cạnh tranh đến từng giây từng phút. Vì đỡ ép giá mà kéo dài thời gian như vậy, chỉ bằng dùng đất kinh doanh thì hơn. Đừng có vì tham nhỏ mà mất lớn. Được vậy, lần thu mua này là mua cả công ty hay là? Ghe Thường Dương hoàn toàn không có giá trị nào cả. Nếu như nhìn trúng nhân tài nào thì có thể trực tiếp mời sàn đang làm việc mà. Nếu như nhìn trúng game của họ thì cũng có thể mua lại. Ghe Thường Dương nghe tin thu mua thì chắc chắn sẽ rất vui mừng đây. Mua cả công ty, cơ cấu ban đầu cũng còn được thay đổi. Hả? Nếu như không mua lại công ty còn nguyên chất thì mình lỗ vốn cái kiểu gì được đây? Còn nữa, bây giờ tôi đưa cô đến tìm Nết một chuyến. Được thưa Bùi Tổng, tôi hiểu rồi. Thành phố Kinh Châu. Bùi Tổng đến rồi. Hôm nay anh muốn uống gì? Cho tôi một ly margarita đi. Hôm nay không có khách à? Vâng anh, khi mà tôi cũng không biết là hôm nay làm sao nữa. Chắc là do sắp nghỉ lễ 2/9 rồi đấy. Được rồi. Vậy thì trực tiếp đóng cửa đi, hôm nay nghỉ sớm. Thường Nghiên à, làm cho mỗi người một ly đi, công ty thanh toán. Được rồi. Bắt đầu từ tháng sau, quán Nít Trộn Lười sẽ mở tầm 4 quán nữa. Có điều sẽ mở theo thứ tự, bởi vì không thể xây vốn một lượt được. Ai đồng ý đảm nhiệm chức chủ quán thì giơ tay lên. Sau này cậu sẽ là người quản lý những chủ quán này, nên không còn giơ tay nữa. Hả? Tình hình gì đây? Sao tự nhiên lại được thăng chức vậy trời? Được rồi, vậy thì chọn 5 người các cậu đi. Thôi Nguyên, nhớ giúp tôi 5 người họ sẽ là chủ quán của những quán nét mới nha. Kỳ Địch, ui sớm biết vậy thì đã giơ tay rồi. Hả, anh sơ sài như vậy sao? Không cần khảo hạch gì á? Mình chỉ bất giác giơ tay thôi. Anh lại tự bồi bàn biến thành chủ quán sao? Anh khi mà như vậy có ổn không? Hay là công khai tuyển người đi? Họ đều nói do cậu tuyển. Tôi không tin ai cả, chỉ tin vào mắt nhìn của cậu thôi. Vậy cũng phải. Thường Hiền à, sau này cậu chính là quản lý của các quán nét ở khu vực Kinh Châu. Và cả quán này cũng đều giao cho cậu. Còn về Mã Dương thì cậu chính là tổng giám đốc, tổng phụ trách của các quán nét. Mọi việc trước đây, cậu sẽ là người trực tiếp báo cáo tình hình cho tôi. Những người không được làm chủ quán thì cũng không cần lo. Sau này khi mở quán nít thì sẽ ưu tiên cho chủ quán từ nhân viên cũ trước. Vì vâng buôn tổng. Vì có một số ông chủ tùy cũng không hay hứa hẹn, nhưng mà thường kéo dài thời gian. Còn Bùi Tổng thì khác. Mấy hôm trước vừa nói sẽ mở tầm quán liên lập tức làm ngay. Vì mở tầm 4 quán nít thì mới vứt phải vào khoảng 1 triệu. Việc lớn như thế này mà Bùi Tổng còn chẳng nhíu mày một cái. Quả nhiên là người làm việc lớn mà. Để rồi, hôm nay mọi người tan làm đi, về nhà nghỉ lễ 1/5, 1 tuần cho khỏe. Ngày 4/5, tivi, tủ lạnh, xài baby xài, máy giặt, máy lạnh, cơ trước, nồi điện tử, máy hút bụi, người máy quét nhà. Mua những thứ này cho ba mẹ cũng tiêu hơn 30 vạn, cũng được. Nhưng mà tài sản cá nhân của mình lại hụt còn có 5 vạn. Phải cố gắng hơn thôi, cố gắng bồi thường tiền. Nội dung quy hoạch của phiên bản mới đã làm xong chưa? Chuẩn bị xong hết rồi Bùi Tổng. Ngày nghi lớn mà cậu biến thành tầng cao rồi à? Không có Bùi Tổng à? Đây khó mà đều phòng mà. Chỉ là do mấy hôm nay tôi ở nhà không có gì là nên tin thở làm quy hoạch phiên bản mới thôi. Ở nhà tăng ca cũng là tăng ca, mà con ngay nghỉ thì nên tăng lương gấp bo. Vâng Bùi Tổng. Ui, cái biêu cơm này của Bùi Tổng đáng sợ quá. Được rồi, không có lần sau nha. Báo mọi người mở hộp cùng bàn về nội dung phiên bản mới. Theo như yêu cầu của Bùi Tổng thì chúng tôi phải làm một bản quy hoạch về việc làm mới những dòng game sau đây. Ưu điểm của Lữ Minh Luận chính là nghe lời. Mình bảo cậu ta làm gì thì cậu ta chỉ ngoan ngoãn làm theo, không cần được thưởng, chỉ cần đừng sai sót. Nhưng mà vấn đề chỉ tiến thủ chưa đủ mạnh mẽ, Số tiền bỏ ra cho quy hoạch nay thì quá ít rồi. Hình như Bùi Tổng không hài lòng. Quy hoạch này quá bảo thủ rồi. Bối cảnh của bản đồ trồng sa mạc mà cô độc chỉ tầng có 3 bản là quá ít. Tăng 10 bản. Quỷ tướng thì chỉ tầng thờ một bộ vợ tướng, cũng quá ít rồi, tầng thờ 50 tướng đi. Hả? Tuy nói là người chơi tới game chỉ là một phong cách bối cảnh, nhưng sao lại giống như phiên bản trước vậy? Nguyễn Hoàng Kiến vẽ đồ họa của quỷ tướng thì chắc chắn không có thời gian. Vì thế này, tìm thêm một vài người trả giá với anh ta. Sau đó thì tận dụng thời gian làm việc. Nhất định phải vẽ cho thật tình xảo, cố gắng làm tốt hơn phiên bản trước. Còn về pháo đài trên biển thì ngoài việc thợ vũ khí cấp sự thì mới ra, thì tăng thêm 2 tiếng cho việc tình tiết câu chuyện và thêm một bối cảnh mới, 3 nhân vật mới và 10 kỳ súng mới. Cứ quyết định như vậy đi. Tranh thủ thời gian bắt đầu làm việc, cố gắng hoàn thành trước ngày 18 tháng 6. Ở Bùi Tổng à, đây rất có thể là sẽ không lấy lại được vốn. Đối với sa mạc lộ cô độc mà nói thì Hai Vạn là một bản bối cảnh. Cơ hội ban đầu sẽ thơm 3 bối cảnh mà DLC chỉ bán có 1 tệ thì phải bán tổng 12 vạn bản thì mới được à. Nếu như thơm 4 bản thì phải được 40 vạn bản. Không đâu, nhờ kỹ phải biết đối đãi chân thành. Cậu dùng thành ý đối với người chơi thì họ tự nhiên sẽ dùng thành ý để đáp trả cậu. Hơn nữa, dù không lấy lại được vốn thì đã sao? Người chơi đã cho chúng ta nhiều tiền như vậy rồi, chúng ta thua lỗ để bù đắp lại cho họ. Đây là hiếu nên làm mà. Hả? Lỗ vốn cũng được sao? Đi rồi. Thời gian gấp rút tranh thủ chia việc ra làm. Trước ngày 16 tháng 8 thì nhất định phải hoàn thành tan họp. Ngày thứ 5, ngày 6 tháng 5, Bùi Tổng tôi đã tìm 10 nơi để chuẩn bị cho địa điểm mở 4 quán hết theo những yêu cầu của anh rồi. Tôi và Mã Tổng thì đã chuẩn bị xong. Đây là nơi đầu tiên. Chỗ này cửa nam của Hậu viện Hán Đồng, rất gần với ký túc xá nam. Với lại đối diện đó còn có khu cao cấp. Mỗi một trường quán hết thì của chúng ta tốt, máy tính được, trang bị xịn sò. Mà sinh viên thì rất quan tâm đến môi trường học nên chắc chắn sẽ thu hút phú nhị đại. Đây là vị trí đề cử đầu tiên của tôi. Và chỗ này tôi đương nhiên biết, nhờ mà trợ lý tận thùa cho tôi ngay ở đường đối diện. Nếu như chỗ này khác là như kiếm được tiền thì tính làm sao? Đổi đi. Hiểu rồi. Đây là tầng trệt trung tâm thương mại lớn nhất ở Kinh Châu. Khuyết điểm là giá thuê rất đắt. Nhưng mà tôi nghiên cứu qua, trung tâm thương mại rất ít chỗ dừng chân. Rất nhiều nam giới đi cùng với bạn gái hầu vợ, khi mà còn tìm được chỗ đơn ngoài. Mà quán nét ở đây thì những người này sẽ đi vào mệt rồi ghé qua quán nét của chúng ta uống cà phê. Và họ chắc chắn sẽ tiêu rất phong khoáng. Tiếp tục. Vậy mà Tổng đối sang tấm khác đi. Sao tới đây Bùi Tổng cứ không cảm xúc là có ý gì vậy? Chẳng lẽ đều không hài lòng sao? Quỳ đâu thế chứ? Sau mấy cái sầu mình chèn vô số lượng yêu cầu ra thì mấy địa điểm đầu mình đều đi khảo sát qua rất nhiều lần, nhất định là kiếm được tiền mà. Tàu lắm mấy địa điểm mà cái cậu chọn đều rất ổn, vất vả rồi. Ôi tốt quá, Bùi Tổng hài lòng rồi. Tôi thấy 4 địa điểm cuối cùng mà cậu giới thiệu đều không tệ. Hả? 4 địa điểm cuối cùng đó đều là những là cái chọn đại để đáp ứng số lượng mà thôi. Tập số 12. Đang cũng hay.